xin giới thiệu với mọi người, em tên Thi, em là nhân viên hỗ trợ sự kiện trong buổi ngày hôm nay. Thì em có đôi nét giới thiệu về trung tâm của bên mình. Tại thì T4VN mình đã thành lập vào năm 2016 và đã nhanh chóng trở thành trung tâm đào tạo viễn thông chất lượng hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đây thì T4VN là mình đào tạo VIP, là mã nguồn mở duy nhất tại Việt Nam. Thì bắt đầu năm 2020 2019 thì bên T4VN mình đã mở, cuối năm 2019 thì T4VN đã mở những cái khóa liên quan về DevOps. Mình đã bắt đầu vào lĩnh vực DevOps từ lúc đấy. Thì hiện tại T4VN mình đang hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Thạnh. Website của bên mình là t4vn.medu.vn, thì mọi người có thể lên đây và tham khảo thêm. Trên website của t4vn thì sẽ có hỗ trợ những cái bài về về log kỹ thuật, thì trong đó thì nó sẽ chia sẻ những cái bài liên quan về Linux, về DevOps và VIP, thì mọi người cũng có thể là tham khảo những cái bài viết ở trên đấy. Còn email và số điện thoại thì để cần hỗ trợ trong quá trình hoặc là thông tin gì đó thì mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại và email của T4VN. Về lĩnh vực hoạt động thì T4VN ngoài đào tạo ra thì T4VN còn hoạt động với những các giải pháp call center, contact center, giải pháp về auto call, voice OTP và tích hợp vào những cái hệ thống web CRM và web mobile app. Còn lĩnh vực đào tạo thì T4VN đang đào tạo chính hai mảng, đó chính là đào tạo voice IP và đào tạo DevOps. Thì về DevOps thì T4VN đào tạo có những cái khóa căn bản và nâng cao từ cái khóa nền tảng như là về Linux 1.2. DevOps thì mình sẽ có DevOps Foundation là khóa căn bản dành cho những anh mà muốn bắt đầu tìm hiểu về DevOps, và những khóa chuyên sâu hơn như là Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, các hệ thống giám sát như là Grafana, Prometheus, Zabbix, Log Management LK hoặc là Log Computing. Thì dự kiến Log Computing thì sẽ bên T4VN sẽ ra mắt vào cuối năm nay, thì mong là sẽ ra mắt kịp cho mọi người. Về đối tác của T4VN, hiện tại T4VN đang là đối tác của INET, một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về hosting tên miền. Để trong quá trình học thì INET cũng có hỗ trợ cho học viên bên T4VN các cái VPS để mình thực hành trong quá trình thực hành máy ảo. Ngoài ra thì T4VN mình cũng là đối tác của về LBI, mình sẽ đào tạo về LBI 1 và 2 và hỗ trợ cho các học viên của T4VN lệ phí thi quốc tế với giá giảm ưu đãi nhất. Hiện tại T4VN đây là lộ trình DevOps của T4VN, sẽ đưa ra những cái case study cho mình có thể nghiên cứu về, từ nghiên cứu để trở thành một cái kỹ sư DevOps. Mình sẽ có từ server hoặc administrator là mình sẽ có về LBI 1.2 và những cái infrastructure, có mình sẽ có Ansible, Docker, Kubernetes, Jenkins và một số khóa về giám sát và login. Đầu năm nay thì T4VN đã ra một khóa DevOps Foundation. Cái khóa này là phù hợp với những người mà vừa mới bắt đầu tìm hiểu về DevOps hoặc là những người đang muốn là chuyển ngành từ một bảng system admin sang kỹ sư DevOps, thì khóa này sẽ giúp các anh là hiểu rõ hơn về DevOps là gì và hiểu rõ cơ bản những các phương pháp và thuật ngữ trong DevOps mình sử dụng và làm quen những các công cụ triển khai trong DevOps như Git, Docker, Ansible, Jenkins, Cloud và Monitoring. Thì đến với cái sự kiện ngày hôm nay thì thầy trường đang hiện tại là đang làm với VNL sẽ là diễn giả của mình, sẽ giới thiệu về mình các công cụ của infrastructure có trong công việc. Thì chắc là em mời thầy trường sẽ bật mic và giới thiệu đôi nét về về mình cho tất cả các anh ở đây mình biết thông tin luôn ạ. Xin chào mọi người, thì mình tên là Nguyễn Xuân Trường, mình làm ở phòng IIS thuộc VNG Cloud, thuộc tập đoàn VNG. Thì hôm nay thì chia sẻ cho mọi người một chủ đề, đó là Infrastructure Code. Thì chắc là mọi người cũng có là biết được khái niệm cũng như là có nghe qua những cái khái niệm như thế này. Thì mình sẽ chia sẻ những cái thứ nhất là một số về khái niệm, rồi một số thông tin mà hiện tại ở trên thế giới đang như thế nào, cũng như là kinh nghiệm mà khi mình đi làm mình áp ứng dụng nó vào công việc thực tế ra làm sao.
thì có những cái điểm mà điểm lợi ích gì và những cái hạn chế như thế nào mà mình phải gặp phải khi mà mình làm việc với những thứ như thế này. Thì chắc bây giờ mình bắt đầu xe link được chưa Thi nhỉ? Được rồi, mình có gì mình sẽ riêng mình giới thiệu thêm về thông tin của mình luôn cũng được ạ. Thì cho anh cái quyền share cái màn hình đi. Ông Thi chuyển về anh làm host cũng được, thì anh tự share cũng được. Ok, cảm ơn. Thì nhớ chắc mình để mình bật cái slide luôn. Rồi, giới thiệu lại với mọi người một tí thì mình là sinh trường ha, mình đến nay với buổi sharing của Theo VPN, mình sẽ chia sẻ một chủ đề đó là Infrastructure as Code. Thì giới thiệu về một tí về cái chương trình nghị sự hôm nay thì sẽ giới thiệu về khái niệm của Infrastructure as Code là gì, rồi các lợi ích, rồi các bài tập mà mình cần thực hành, rồi những cái công cụ phổ biến mà mọi người trên thế giới đang sử dụng để làm trong lĩnh vực này, rồi mình sẽ chia sẻ câu chuyện thực tế mình đang làm như thế nào, rồi từ những câu chuyện đó thì mình sẽ tìm ra được những giải pháp như thế nào để giải quyết bài toán gặp phải trong cuộc sống, và tiếp theo nữa đó chính là những cái kinh nghiệm rút ra được sau khi ứng dụng nó. Thì giới thiệu bản thân một tí thì mình là System Engineer ở phòng IaaS của VNG Cloud, thuộc VNG. Thì mình đi làm thì mình có kinh nghiệm về DevOps và cũng như là Cloud Computing. Thì dưới là một số thông tin cá nhân. Rồi, đi vào khái niệm của Infrastructure Code là gì? Thì mọi người hiểu nôm na một cách đơn giản là quản lý và coi như là khởi tạo những cái máy chủ hoặc là máy ảo bằng những cái file có thể cho máy đọc được, hơn là việc là mình phải đưa ra những cái lệnh để tương tác với máy. Và một cách rút gọn hơn đó chính là mình quản lý những cái hạ tầng IT của mình bằng cách sử dụng những cái file mà máy đọc được. Thì có những cái UK thực tế như thế nào? Thứ nhất, cái UK thực tế là sự đồng nhất, sự bất biến trong cái hạ tầng. Ví dụ như mình đang có ba con server, ba con máy máy tính ở đây, thì mình làm cách nào đó để mình đảm bảo rằng là ba máy tính này có những cái cấu hình, alo, có những cái cấu hình hoàn toàn giống nhau, rồi có những cái gói, có những cái chương trình chạy là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó có một máy tính bị lỗi, bị chết phần cứng chẳng hạn, hư hư bộ cứng, bị hư RAM, vậy thì mình phải thay thế cái máy đó đi bằng một cái máy khác. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao để mình đảm bảo được cái máy thay thế vào á thì nó giống hoàn toàn với những cái máy còn lại để cho hệ thống mình hoạt động một cách trơn tru. Thì đó là trường hợp đầu tiên mà đặt ra. Tiếp theo đó là trường hợp thứ hai, đó là khi mà mình đã có những cái máy tính giống nhau rồi thì mình phải làm sao cho những cái môi trường cho lập trình viên phát triển. Ai nó đang ấy nhỉ? Từ từ. Môi trường cho lập trình viên phát triển, môi trường cho các bạn tester, bạn QC để test, và môi trường production cung cấp cho khách hàng. Vậy là mình làm sao đảm bảo được là tất cả những môi trường này hoàn toàn giống nhau, mà khi có lỗi xảy ra ở môi trường production thì mình có thể làm mô tả cái điều đó lại ở những môi trường khác để mình tìm cách mình fix những cái lỗi đó để giúp khách hàng trải nghiệm những cái ứng dụng của mình tốt hơn. Đó là trường hợp thứ hai trong cuộc sống. Và tiếp theo là trường hợp thứ ba, đó chính là mình làm sao để mình có một ứng dụng API này, ứng dụng này với một cái phiên bản màu đỏ, mà khi mình phát triển lên một phiên bản màu xanh thì mình làm sao để mình triển khai nó từ màu đỏ lên màu xanh một cách nhanh nhất và không bị ảnh hưởng đến khách hàng. Đó là ba trường hợp thực tế mình đang đi làm mà mình gặp thấy, mình đưa vào đây để tìm cách giải quyết nó. Thì
Đi một tí về lợi ích của Infrastructure as Code. Thì thứ nhất, nó sẽ giúp cái tính đồng nhất giữa các môi trường. Ví dụ như các giữa các server sẽ là những cái cấu hình giống nhau, những cái môi trường giống nhau, và cũng như là những cái gói cũng như những dịch vụ là chạy là giống nhau. Thứ hai, đó là lợi ích là nó sẽ giúp mình triển khai một cách nhanh chóng, là nó sẽ làm cho mình một cái quy trình tự động để hoàn toàn có thể tự động triển khai từ một cái version màu đỏ lên một version màu xanh một cách nhanh hơn là việc là mình phải vào, mình phải access vào từng server, mình cài những cái gói đó lên, mất thời gian hơn. Thứ ba, đó chính là khi mà mình đã tự động được á, thì mình sẽ giảm thiểu được cái rủi ro. Ví dụ khi trong thực tế thì khi mình cài đặt một ứng dụng á, thì mình sẽ có một cái kịch bản rất là dài, là mình sẽ có những cái file cấu hình cũng như là những cái comment, những cái câu lệnh để mình cài đặt. Vậy thì mình phải chạy theo từ đầu đến cuối nên đó, và đôi khi mình là con người mà mình có thể là mình quên, hoặc là một cái gì đó nó xen ngang vào mình đang làm và mình sẽ quên đi là mình đã làm cái gì khi mình quay lại làm, thì cái này sẽ giảm thiểu được rủi ro về con người. Khi mà đã có tính đồng nhất, tốc độ cũng như là giảm thiểu rủi ro, thì mình sẽ đạt một cái được cái đó chính là một cái hiệu quả, một cái hiệu tính hiệu quả cao. Và khi đạt được hiệu quả cao thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí. Thì đó là những cái lợi ích mà Infrastructure as Code nó đem lại khi mà mình ứng dụng vào. Thì một ví dụ về tính đồng nhất, thì ví dụ như mình đang có ba máy tính, ba server ở đây, thì mình sẽ đảm bảo được là ba server này giống nhau. Và khi mình thêm một server thứ tư ở đây thì mình sẽ chắc chắn rằng là bốn server này sẽ có môi trường giống nhau để sẵn sàng để triển khai ứng dụng của mình. Và khi mà mình làm nó nhân nó rộng ra hơn nữa thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ có được nhiều môi trường khác nhau hơn, là mình sẽ đảm bảo được là những cái môi trường này sẽ có những cái tính đồng nhất trong cái việc mà mình triển khai ứng dụng của mình. Rồi, một ví dụ về việc tăng tốc cho triển khai. Thì khi mà mình có một server thì mình muốn access lên server đó, thì mình thông thường sẽ dùng qua giao thức SSH. Thì mình sẽ SSH vào, access vào server và xong đó cài những cái bucket mình muốn lên. Nhưng đây khi trường hợp một server, thì nếu như mà mình có nhiều server hơn thì sao? Thì mình sẽ mở nhiều cái SSH hơn, mình phải access nhiều lần hơn để cài những cái bucket hoàn toàn giống nhau. Thì Infrastructure có sinh ra để làm việc là mình chỉ cần viết một kịch bản duy nhất để nó làm hết tất cả những công việc lặp đi lặp lại đó của mình, thì sẽ mình sẽ tăng tốc hơn cái việc mà mình triển khai. Rồi ứng dụng thứ hai đó là ví dụ như mình có một ứng dụng, và ứng dụng của công ty mình chạy bằng Java chẳng hạn, thì Java thường web server chạy bằng Tomcat. Thì Tomcat sẽ có, mình sẽ define một file JAR trong Java, mình sẽ biên dịch ra mã Java thành file JAR. Thì khi mà muốn cùng nâng cái phiên bản của Java trong Tomcat lên, mình viết thêm một ví dụ một phần API hoặc một module mới để phục vụ cho khách hàng, thì mình phải copy cái đó vào trong Tomcat, sau đó mình thực hiện là mình phải restart lại web server Tomcat. Thì cái công việc này sẽ đòi hỏi rất nhiều người phải làm. Ví dụ như công việc biên dịch mã code là một người làm, công việc copy là một người làm, công việc restart Tomcat là một người làm, và công việc test lại xem thử là cái phần ứng dụng nó chạy đúng hay là một người làm nữa, thì nó sẽ tốn rất là nhiều effort, tốn rất nhiều cái nguồn lực của mình. Thì giải pháp mà đặt ra đây là gì? Mình chỉ cần một kịch bản duy nhất để làm hết tất cả những việc này, thì Infrastructure Code cũng có thể giúp mình làm được việc này. Rồi một tí ví dụ về quản lý rủi ro. Thì quản lý rủi ro là mình sẽ là mình có được cái sự bất biến trong những cái file cấu hình, sự bất biến trong môi trường là nó sẽ giống hơn hoàn toàn. Và có một cái nó khá là quan trọng nhưng khi mình ứng dụng thực tế thì mình gặp rất là nhiều, đó chính là lỗi của con người. Có nghĩa là khi mà người mà làm quá nhiều thứ trong một lúc, ví dụ như mình phải xử lý quá nhiều server hoặc máy tính trong một lúc, thì chắc chắn con người sẽ gõ nó bị thiếu, và đôi khi là mình không thể kiểm soát được mình.
một lúc nào đó mình bị thiếu một cái gì đó, rồi mình sẽ rất mất nhiều thời gian để mình đi trader, đi kiểm tra xem là mình bị lỗi gì. Rồi những cái bài tập thực hành mà khi mình ứng dụng Infrastructure as Code trong thực tế, thì thứ nhất là mình phải luôn luôn có một suy nghĩ rằng là tất cả mọi thứ mình phải viết code, cũng mình phải viết nó thành file. Thì viết nó thành file thì mình sẽ có cái ứng dụng, đó là mình viết một lần mình sẽ dùng được nhiều lần. Và khi mà nó viết thành file rồi á, mình sẽ giảm thiểu được cái việc đó là mình phải viết lại những cái hướng dẫn, những cái doc của mình để truyền và để cho những người sau, những cái người mà được nhận lại những cái tài nguyên mà khi mà mình rời đi hoặc là mình chuyển qua một cái dự án khác. Khi mà mình viết thành những file á, nó sẽ đặt ra những yêu cầu. Thứ nhất là mình phải kiểm tra, mình phải có kiểm tra và cũng như là mình quản lý được những cái phiên bản. Tại vì khi mà mình viết code á thì đương nhiên là mình sẽ viết ra rồi, xong mình sẽ bổ sung thêm nhiều cái thứ hay ho hơn, rồi mình sẽ muốn mở rộng ra thêm cái tính năng A, tính năng B vô. Ví dụ như mình muốn restart web server thì mình bỏ vào, rồi mình muốn cài thêm gói A, gói B vào thì mình phải có một quản lý. Và khi mình viết code thì mình phải có việc test và việc tích hợp với những hệ thống khác. Ví dụ như mình viết viết cái tool này để viết cái infrastructure as code để tạo ra, cũng Biết như bài là mình sẽ ừ. xuất ra Em một đánh em bài ba số rồi thông em bài một cái số cầu thông nó mang người đúng không? Chưa biết được. alo xuất ra một số thông tin để gửi cho sếp, một số báo cáo gửi cho sếp chẳng hạn. Thì đó là mình sẽ cần quản lý phiên bản, rồi việc kiểm tra cũng như việc tích hợp. Tiếp theo nữa là việc viết một module, có nghĩa là mình phải có suy nghĩ là viết module, Mình tức là sẽ mới nhậu với ai mình nhậu cần mình viết ra phải những module, không viết ra những module để cho phép cần người khác sử dụng những cái tính năng của mình, để chia sẻ những cái tính năng đó cho mọi người. Và cuối cùng là mình phải thực hành làm sao để mình luôn đảm bảo được tính đồng nhất trong hạ tầng IT của mình. không ạ. Rồi, khi mà nói về Infrastructure Code thì mình sẽ giới thiệu về một số các cái công cụ đang phổ biến. Thì ở ở trang slide này thì tôi sẽ giới thiệu một số cái tool mà khá phổ biến ở trên các cloud mà mọi người đang dùng. Thứ nhất là trên cái cloud của Amazon thì nó sẽ có một số tính năng khá nổi bật mà những cái cloud này nó đang cung cấp. Ví dụ như là nó cho phép mình sử dụng giao diện bằng câu lệnh nè, rồi tự động tạo và thay đổi cũng như là rollback về bằng một cách tự động theo kịch bản, rồi cho phép sử dụng định dạng JSON hoặc YAML, một định dạng khá mới và cũng như là hiện đại khi mà thời buổi cloud ngày hôm nay. Rồi cho phép là build ứng dụng serverless cũng như là cho phép xem trước và đánh dấu phiên bản. Tuy nhiên đối với Amazon thì nó sẽ có một số hạn chế. Thứ nhất là nó chỉ cho phép tích hợp với tất cả những cái ứng dụng trên cloud của Amazon thôi, và chỉ có tích hợp được với GitHub. Em bảo tóc làm tóc cũng xinh hơn đúng không? Và về giá Ừ, cả nói mà nhỉ. thì đối với ứng dụng của Amazon thì sẽ là free, và những cái tích hợp với bên thứ ba, ví dụ như mình có server đặt ở data center Việt Nam chẳng hạn, thì nó sẽ là tính phí trên từng action của mình, và có ba gói support theo theo từng cái gói mà mình mua là developer, business và enterprise. Tương tự thì Google cũng có một cái tool về quản lý infrastructure, thì cũng giống đến các tính năng cũng giống như là của Amazon, tuy nhiên nó sẽ rộng hơn một tí, là sẽ được tương tác bằng API chứ không có giới hạn như là Amazon, và nó sẽ free theo người sử dụng resource của Google, và cũng có bốn gói support tương tự. Và khi mà nói về infrastructure as code thì mình sẽ nghe đến một cái rất là nổi bật, đó chính là Terraform. Thì Terraform nó có một tính năng rất là mạnh, đó nghĩa là quản lý được multi cloud, và điểm mạnh thứ hai của nó chính là nó tích hợp được rất nhiều với những cái hệ thống và những cái tool. Ví dụ như nó có thể tích hợp được với máy chủ vật lý, máy chủ ảo, cloud, rồi các tool về DevOps, nó cùng về cơ sở dữ liệu database, rồi về các thiết bị network của Cisco, của F5, rồi các cái source control như là SVN, rồi GitHub, GitLab, rồi những cái IT tool
của đặc dụng rồi cũng như là những cái sản phẩm bên mình, thì về giá cả thì nó sẽ miễn phí đến 5 user. Còn nếu mà mình muốn sử dụng nhiều hơn thì mình sẽ có những cái, nó sẽ có những cái gói để mình mua và gói support, thì cũng sẽ tùy theo mà gói mà mình mua. Thì đó là ba cái ứng dụng mà đang rất phổ biến mọi người đang dùng. Tiếp theo đây sẽ là ba ứng dụng khác, mà ba ứng dụng này thì ở đây mình sẽ nói về phần enterprise của nó, về điểm mạnh của enterprise. Còn về phần free á, thì nếu mọi người mà dưới ba ứng dụng này đều có phần open source, nếu như mình người sử dụng phần open source á, cũng đã đủ tính năng để mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày rồi. Thì cái đầu tiên đó chính là Puppet Enterprise. Thì điểm mạnh của thằng Puppet này chính là cái việc đó là nó cho phép mình nhận biết được là trong cái file infrastructure code của mình đó, cái file kịch bản để triển khai của mình thì sẽ có những lỗi security như thế nào, và nó sẽ gợi ý những cái cách mà mình fix những lỗi đó, sửa những cái lỗi đó như thế nào để đảm bảo được cái việc an toàn bảo mật. Và thứ hai đó là Red Hat Ansible. Thì nghe Ansible thì mọi người biết khá là rõ. Thì điểm mạnh của Ansible đó chính là nó dễ, rất là dễ đọc. Nó giống như là ngôn ngữ tự nhiên á, là mọi người viết cái cấu hình ra thì mọi người có thể đọc được. Alo. Alo thầy ơi, hiện tại là có mấy anh đang bật mic á, thì mình hơi ồn á. Em chắc nhờ là mấy anh trong quá trình diễn ra sự kiện á, là mình thầy đang trình bày á, thì mình có thể mua mic đi, xong rồi khi nào mình có câu hỏi mình đặt ra thì mình có thể chat ở khung chat hoặc là mình bật mic lên mình hỏi thầy nha, để tránh làm ồn tới những cái anh mình đang nghe nữa. Dạ rồi, em cảm ơn các anh nhiều. Giờ chắc là mời thầy tiếp tục nha thầy nha. Mình xin tiếp tục. Thì đối với Ansible thì mình nghe được, mình thấy được điểm mạnh nó chính là mình, nó giống như ngôn ngữ tự nhiên, thì mình viết ra mình có thể đọc giống như là mình đang đọc sách vậy, rất là dễ đọc. Và đối với bạn Enterprise thì sẽ có một cái là mình sẽ có một cái web, giao diện web để mình quản lý được tất cả những cái thứ mà mình đã ấy, mình kiểm tra xem là nó đang hoạt động như thế nào, có đúng hay không. Thì tiếp theo nữa đó là một cái tool rất mạnh, đó chính là SourceTag. Thì SourceTag nó cũng có một điểm mạnh đối với bạn Enterprise, đó nghĩa là nó kiểm tra được cái phần an toàn thông tin của mình, là mình có, khi mà mình biết mình viết ra những cái kịch bản thì nó sẽ, khi mà trước khi mà triển khai nó sẽ kiểm tra xem là cái việc an toàn đó có đảm bảo đi không, có những cái lỗi, có những cái lỗi bảo mật nào, có những cái bug gì xảy ra hay không, nên nó sẽ cho mình biết và recommend những cái cách mà mình fix. Và điểm chung giữa ba tool này ở việc Enterprise đó chính là nó không có thông báo giá cả gì ở trên website cả. Nên nếu mình cần thì mình phải liên hệ với bên đó để mình biết được. Tuy nhiên điểm mạnh đó chính là những cái bản mà miễn phí open source thì đã đủ để cho mình sử dụng rồi, nếu như mình không có yêu cầu gì quá lớn. Thì đây là mình giới thiệu một số các cái công cụ phổ biến hiện tại trong infrastructure code. Tiếp theo nữa thì mình sẽ nói về một tí về việc DevOps. Thì DevOps thì mọi người sẽ hiểu nó một đơn giản, nó chính là một cái văn hóa và cũng như là những cái cách thực hành để làm sao để mình biến cái quy trình phát triển phần mềm cũng như là quy trình vận hành phần mềm á, nó gần gần thân thiết với nhau hơn. Ví dụ như mình kể một câu chuyện, đó là ngày xưa là việc người lập trình viên và cái người vận hành trên production sẽ là nó khá là xa cách với nhau. Ví dụ người lập trình viên viết ra một cái là phần mềm, một cái ứng dụng, rồi người lập trình viên đưa cho người vận hành, đưa ra cho triển khai để cho khách hàng sử dụng. Thì khi mà khách hàng sử dụng có lỗi xảy ra thì người lập trình viên á, sẽ người vận hành sẽ báo lỗi lại cho người lập trình viên. Tuy nhiên sẽ có lỗi, những xung đột xảy ra tại vì mình không có làm việc quá gần gũi với nhau. Thì sau đó DevOps nó sẽ đưa ra một cái quy trình để làm sao là cái việc mà người lập trình viên và cũng như người vận hành đó, họ làm việc liên tục với nhau, tích hợp với nhau, hiểu cách người này làm cũng như người kia làm, để làm sao để mình làm ra một sản phẩm một cách trơn tru nhất. Thì nói về một tí về lộ trình DevOps ở theo VPN, thì lộ trình DevOps này khá là rõ ràng. Thì mình sẽ giới thiệu một tí thì DevOps cần những gì. Thứ nhất, DevOps thì nó sẽ gồm hai từ là Developer và Operation.
Có nghĩa là người developer phải biết, cái thứ nhất là phải biết viết code, viết mã. Thì yêu cầu đầu tiên của người DevOps chính là phải biết một ngôn ngữ lập trình. Thì ít không cần biết quá sâu, nhưng mà phải biết lập trình để mình hỗ trợ cho việc mình debug cũng như là làm việc những cái tool nó rất là tự động. Thì yêu cầu của việc DevOps hiện tại thì cần tốt nhất là nên biết Python, cũng và tiếp theo nữa là nên biết Golang. Thì đây là hai cái hỗ trợ rất là mạnh trong những cái tool DevOps. Và thứ hai, trong từ DevOps thì có từ thứ hai là từ OperOps, thì là từ Operation, có nghĩa là vận hành. Thì người vận hành cần những thứ gì? Thứ nhất là cần biết về Server Admin. Thì Server Admin thì yêu cầu hiện tại chắc chắn cả các công ty đều yêu cầu đó chính là Linux. Và một số công ty đặc thù thì sẽ cần Windows, nhưng mà bắt buộc mình phải biết Linux. Và cái thứ ba mọi người cần có kiến thức nền tảng, đó chính là về network và security. Thì network và security thì mình cần thứ nhất phải biết về network, về TCP/IP, rồi các giao thức như là DNS, HTTP, FTP, SSL, TLS, vân vân. Thì đó là những ba kiến thức cơ bản của một người DevOps. Sau đó thì mình có thể cần có một kiến thức khá rộng hơn, đó chính là kiến thức của system admin. Kiến thức của system admin thì nó khá là rộng. Đối với ví dụ như hiện tại thì đang rất là bùng nổ vì web service. Thì web service thì mình yêu cần web server. Web server thì có những số web server nổi tiếng hiện tại như là Apache, Nginx, Tomcat. Thì mình phải có tất cả những cái kiến thức về những cái web server này. Rồi ứng dụng của mình á, thì chạy muốn nhanh á, thì mình phải có caching. Thì caching hiện tại thì nổi tiếng nhất chính là Redis. Và mình cần phải biết về Redis để mình hiểu về caching cũng như các mô hình triển khai của Redis. Rồi ứng dụng của mình đâu thể mà không có lưu lại thông tin, thì phải có một cái cơ sở dữ liệu. Thì cơ sở dữ liệu mà đối với ứng dụng hiện đại thì cần thứ nhất là một số cái truyền thống như là MySQL, MariaDB, rồi những cái NoSQL như là MongoDB, Postgre, rồi Cassandra, vân vân. Thì đó là một số kiến thức cơ bản về một nhánh DevOps, là kết hợp tất cả những cái truyền thống từ trước đến giờ, và sẽ có thêm một số cái mới trong thời đại bùng nổ mà cloud hiện tại. Thứ nhất, tiếp theo là Infrastructure as Code, thì sẽ có những cái tool quản lý và cấu hình, ví dụ như Ansible, là Ansible là phải bắt buộc biết, rồi mình có thể biết thêm Sonstack là một cái ứng dụng khá hay. Rồi ở thời buổi hiện tại thì sẽ đó là mọi người sẽ nghe đến cái trend đó chính là Docker. Thì container thì sẽ nhắc đến là Docker, thì mọi người nên biết về cái Docker, biết về Docker để em hiểu nhiều thứ về cloud để mình sau này mình ứng dụng nhiều hơn. Thì khi mà biết về container rồi thì phải có một cái gì đó để quản lý những cái container này, thì mình sẽ nên tốt nhất nên biết đó chính là Kubernetes. Và khi mà đã có được ứng dụng cũng như là cái để quản lý ứng dụng, thì mình phải có một cái để tạo ra những cái hạ tầng. Thì hạ tầng thì có rất là nhiều, ví dụ như là Terraform, rồi Amazon Cloud Formation, rồi Google Development Manager. Thì đây là những cái thứ mình nên biết. Khi mà mình đã có hạ tầng xong thì mình sẽ cần một cái quy trình để mình làm tự động. Thì quy trình tự động thì mình cần có biết, tốt nhất nên biết Jenkins, thì đó là cái nguồn phổ biến nhất. Rồi có thể biết thêm SQL CI, JVC CI, thì càng tốt. Đó là những cái tool rất là hiện đại. Khi mà đã có quy trình rồi thì mình sẽ triển khai được ứng dụng. Khi mình triển khai ứng dụng xong, mình có hai phát sinh thêm hai nhu cầu, đó chính là nhu cầu về giám sát và thứ hai là nhu cầu về log. Thì nhu cầu về giám sát thì hạ tầng thì thông thường mình sẽ sử dụng Kubernetes, thì tích hợp rất là tốt về phần Prometheus và Grafana, và phần Zbit thì mình sẽ làm theo dõi những cái máy chủ vật lý. Về phần log thì phần log thì mình tốt nhất nên sử dụng EOK để mình hiểu rõ được tất cả các thành phần của log, các thành phần về lưu trữ cũng như là phân tích. Còn nếu như mà muốn sử dụng một ứng dụng bên ngoài thì có thể dùng Graylog, là một cái ứng dụng rất là mạnh. Rồi mình đã có 7 bước để cần trong một lộ trình DevOps, và bước cuối cùng đó chính là Cloud. Và mình nên có cái mindset về Cloud, mình nên biết Cloud là gì, rồi Cloud cần ứng dụng ở thời điểm nào. Ví dụ như mình kể một câu chuyện, đó chính là khi mà mình dùng cái máy chủ vật lý thông thường á,
thì sẽ có là khi mà bỗng nhiên tháng 3 này chẳng hạn, thứ ba tuần sau đi, công ty mình sẽ chạy một sự kiện gì đó, sếp từ trên bắt chạy một sự kiện, thì làm sao mình có thể, mình sẽ cần 100.000 request chẳng hạn, mình sẽ cần hứng chịu được 100.000 request, tức là 100.000 user trong còn một thời điểm. Vì mình khi mình tính toán cái lượng mà thì tài nguyên hiện tại thì chắc chắn không có đủ. Bây giờ mình phải làm sao, trong khi mà quá gấp mình không thể lắp thêm server kịp, thì mình phải nghĩ đến sử dụng cloud. Thì cloud nó sẽ một kiểu như giải pháp tình thế, nó sẽ giúp mình là co giãn nguồn tài nguyên, nó linh hoạt hơn. Mình cần thì mình sẽ co giãn rất nhanh, mình sẽ tạo thêm rất là nhanh, và khi không cần nữa mình sẽ xóa đi cũng rất là nhanh, là sẽ tiết kiệm được chi phí cho mình rất là nhiều. Thì đối với cloud em biết thì đó chính là AWS, Amazon nè, rồi Google, rồi có một số cái cloud mà mọi người cũng nên biết về private cloud, đó chính là OpenStack. Thì đây mình về được chia sẻ một tí về cái lộ trình DevOps mà Theo VN đang có. Rồi đối với một số cái DevOps tool mà Theo VN đang dạy thì ứng dụng vào cái lộ trình DevOps, thì mình sẽ cần thứ nhất là kiến thức về Linux. Kiến thức về Linux thì API 1.2, rồi kiến thức về infrastructure code thì mình cần phải biết về Ansible để quản lý cấu hình, cần phải biết về Terraform để quản lý các tài nguyên, rồi còn phải biết container thì mình cần phải biết Docker. Khi có Docker rồi mình phải biết cái Kubernetes để quản lý những cái container. Rồi CI/CD thì nên biết Jenkins, monitoring thì chắc biết Prometheus, Grafana và log, và mình cần cái Elk Stack. Rồi nói một tí về cái việc Linux thì chắc là mọi người khi mà ai đi làm sẽ biết về Linux là như thế nào. Thì Linux nó cũng chỉ là một hệ điều hành, tuy nhiên có rất là nhiều cái distro khác nhau. Thì Linux nó gần như bao gồm tất cả những cái thứ thuộc về DevOps, thì có Terraform, rồi có Ansible, có DB, MySQL, MariaDB, rồi có các mail, DNS, JCP và cả Docker nữa. Rồi về việc quản lý cấu hình thì Ansible là điều dễ nhất, thì dễ dàng nhất là nó cho phép mình viết ra những cái file mà có thể đọc được, và từ đó Ansible sẽ biên dịch nó ra thành những cái câu lệnh cũng như là những cái kịch bản để giúp máy tính hiểu. Rồi về Docker, thì chắc mọi người đã nghe về những cái khái niệm của nó cũng như là có tìm hiểu qua. Thì có hai cái điểm mạnh mà Docker mình muốn nói ở đây là Docker nó ứng dụng vào việc, thứ nhất là việc người lập trình viên làm việc với người vận hành. Thì trước đây á thì người lập trình viên chỉ biết á là viết ra một cái phần mềm sau đó đưa cho người vận hành làm, thì người vận hành phải đảm bảo như vậy là tạo môi trường cho người lập trình viên viết phần mềm, rồi tạo môi trường cho các bạn tester test phần mềm, và tạo môi trường để cho khách hàng sử dụng phần mềm của mình. Thì cái việc mà đảm bảo cái tính mà đồng nhất giữa ba cái môi trường dành cho lập trình viên, dành cho bạn tester cũng như dành cho khách hàng á, là nó khá rất là khó. Thì Docker nó sẽ, khi mà lỗi nó xảy ra trên môi trường dành cho khách hàng á, nhưng mà khi mà ông lập trình viên ổng làm lại môi trường ổng, ông nói là không có thể xảy ra được cái lỗi này, tại vì do ông vận hành làm cái gì đó không đúng, nên là tránh được cái lỗi mà mình đổ lỗi qua lại cho nhau, và mình làm việc nó gần gũi hơn, tích hợp được nhau tốt hơn á, thì Docker ra đời để giải quyết được vấn đề này. Và vấn đề thứ hai đó chính là khi mà mình đang có những cái máy chủ vật lý chẳng hạn, máy chủ giống nhau, thì một cái mình sẽ đảm bảo là cái ứng dụng của mình đang chạy cho một máy chủ A, mà tự nhiên máy chủ A nó lăn đùng ra chết, thì mình phải đảm bảo làm sao trong vòng ít hơn 1 phút hoặc ít hơn 5 phút tùy theo điều kiện của mình phải làm một cách nào đó nhanh nhất có thể để ứng dụng mình nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường, để không bị ảnh hưởng đến khách hàng của mình. Thì Docker nó đã giải quyết được vấn đề này, là hai vấn đề khá là nổi cộm khi mình đi làm mình sẽ phải gặp phải, thì Docker giải quyết được. Rồi khi mà đã có Docker rồi thì làm cách nào để quản lý được những cái container vậy? Thì Kubernetes ra đời. Kubernetes là một mảng nguồn mở của Google viết ra để giải quyết cái vấn đề là, thứ nhất đảm bảo làm sao để tính sẵn sàng cao đối với để quản lý những cái container.
rồi phải biết được những cái container mình đang chạy ở đâu chứ, để mình thêm xóa sửa, hoặc là mình không muốn chạy nữa mình tắt đi. Rồi cách tính có thể giúp mình những cái chiến thuật để mình update những cái version mới hơn. Ví dụ như mình có version thêm những tính năng xịn sò cho khách hàng thì mình sẽ tìm cách, mình có những chiến thuật để mình đưa cho user. Rồi khi mà ứng dụng của mình gặp nhiều, bắt đầu có nhiều user vào thì lượng lượng request và nhiều thì bắt đầu nó chịu không nổi, thì mình làm sao mà có những chiến thuật là mình thêm 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 ứng dụng là mình scale nhiều hơn để phục vụ được tốt hơn. Và cuối cùng là cơ chế quản lý lỗi, cũng như là việc biết được quản lý, bảo đảm được cái việc security. Rồi nói tí về một phần CI/CD thì phần CI/CD nó sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là phần CI. Phần CI là gì? Là phần tích hợp, liên tục tích hợp. Liên tục tích hợp là gì? Là khi mà người lập trình viên mà viết ra một phần mềm á thì làm thế nào đó nó đưa lên được môi trường để chạy, để tích hợp với các cái ứng dụng khác, và cũng như là đưa chuẩn bị sẵn sàng để đưa lên production. Thì cái quy trình CI bao gồm đó chính là lấy cái phần ứng dụng ra, rồi biên dịch mã, xong triển khai lên môi trường test. Rồi khi mà môi trường test đã pass hết tất cả các bước testing thì sẽ chuyển giao cho bên tester để test. Và khi tester test xong sẵn sàng thì sẽ sẵn sàng triển khai lên production. Và quy trình CI sẽ gồm hai phần khác nhau. Thứ nhất là continuous delivery, là một cũng là một dạng triển khai lên production tự động. Tuy nhiên nó sẽ có một chốt chặn, đó chính là sẽ có một người nhấn nút để xác nhận rằng là đã sẵn sàng lên, sẵn sàng triển khai cho khách hàng. Thì đây là một chốt chặn, nó đây là một quy trình bán tự động nhưng mà phải có một chốt chặn. Còn thứ hai là quy trình continuous deployment, đây là quy trình tự động hoàn toàn. Thì hướng tới của DevOps đó chính là quy trình tự động hoàn toàn này, là mình muốn là khi mà lập trình viên viết ra phần mềm á thì trong vòng 5 đến 10 phút nó đã sẵn sàng tính năng đó ở trên production để cung cấp cho user. Đây là quy trình hoàn toàn tự động và tích hợp nhanh nhất. Thì đây là một cái đích đến hướng tới của một DevOps là tự động hóa hoàn toàn. Thì tóm tắt lại một tí về cái stack DevOps thì cái tầng dưới cùng nhất là chính là hạ tầng. Hạ tầng thì mình sẽ sử dụng Amazon, Google, Microsoft, hoặc là từ mình dựng lên từ máy chủ vật lý. Thì để quản lý những cái hạ tầng đó thì mình cần Terraform để làm sao để tạo ra những cái máy ảo nhanh nhất, máy chủ nhanh nhất, quản lý về storage network. Rồi để quản lý những cái cấu hình của ứng dụng thì mình cần Ansible để mình cài đặt cái VT. Thì khi có cái VT thì mình sẽ triển khai trên đó là container cũng như là các ứng dụng về monitor cũng như là log. Và để làm một cách tự động hết tất cả những cái quy trình này thì mình cần Jenkins đứng bên ngoài để điều phối. Thì nghe về cái việc mà khi mà DevOps cũng như là kết hợp với cloud computing là điện toán đám mây á, thì mình thấy nó cứ như là một cái ngưỡng cửa thiên đường vậy. Tuy nhiên mà khi mà mình muốn đến được thiên đường á thì mình phải trải qua những cái chông gai như thế nào thì mới đến được thiên đường. Thì thiên đường là một cái gì đó rất là xa xôi, thì mình phải biết là chông gai như thế nào. Thì tôi xin chia sẻ cái sự chông gai của mình đã gặp phải khi mình đi làm. Thì câu chuyện của tôi đi làm là như thế nào? Thứ nhất đó là tôi phải quản lý hàng tá những con server vật lý này, những con máy ảo nè. Giờ mình phải đảm bảo được những cái đó là nó phải giống nhau. Thì mình chia những server thành những cái cụm develop, những cái cụm staging và những cụm production. Làm sao là những cái cụm này nó có những cái gì giống nhau, khi mà lỗi xảy ra thì không có đổ lỗi qua lại mà phải cùng nhau tìm cách để fix những cái lỗi đó để tránh cái trải nghiệm xấu cho khách hàng. Rồi cái việc mà tôi thêm server và tôi bớt server đi là chuyện hết sức thường xuyên. Và khi mà thêm bớt server nhiều thì mình sẽ còn đặt ra câu hỏi đó là mình phải làm sao để mình triển khai một cách nhanh. Rồi khi mà có lỗi xảy ra thì mình phải đưa nó về cái trường rollback, về trạng thái không có lỗi tốt nhất, và phải có những cách kiểm soát những cái phiên bản.
Và từ đó thì phải tích hợp cái infrastructure với DevOps là một câu hỏi đặt ra. Thì đó là tất cả những cái bài toán mà tôi đặt ra để mình tìm cách những giải quyết, cách giải quyết. Thì cái cách giải quyết của tôi là gì? Nó chính là về hạ tầng thì mình sử dụng OpenStack. Thì tôi có những cái máy ảo, tôi có những cái server vật lý, những cái máy vật lý. Thì từ đó sẽ cài OpenStack lên và quản lý, tạo OpenStack bằng Ansible và quản lý OpenStack bằng Ansible. Rồi khi mình đã có hạ tầng OpenStack thì mình sẽ tạo những cái platform. Thì platform mình sử dụng là Docker và Kubernetes, và sẽ đi theo xu hướng container để mình làm sao để mình linh động nhất cái phần tài nguyên của mình. Rồi về cái phần DevOps CI/CD á, thì sử dụng khá là nhiều tool. Thứ nhất là bằng GitLab. GitLab là một cái source control version, thì giống như là SVN hoặc là GitHub, nhưng mà GitLab là một mã nguồn mở. Tại vì không thể sử dụng cái GitHub thì là vì chính sách của công ty là có một số cái bí mật kinh doanh chẳng hạn, thì không có muốn đưa ra bên ngoài, nên là yêu cầu các kỹ sư cần phải dựng những cái source control ở trong server của mình để quản lý nội bộ để an toàn hơn. Rồi cần Jenkins để làm cái việc tự động triển khai, tự động biên dịch. Và khi mà dùng triển khai á, thì từ Jenkins sẽ tích hợp vào một cái tool là CD Maker. Thì tool này á, nó sẽ mạnh hơn cái việc sử dụng Jenkins để triển khai, tại vì nó sẽ có những cái kịch bản tốt hơn. Ví dụ như tốt hơn là gì? Là nó có, thứ nhất là nó sẽ cho phép mình là thay đổi một cách cuốn chiếu. Ví dụ ứng dụng của mình đang chạy trên 3 server thì nó sẽ thay đổi server 1, xong nó kiểm tra xem server 1 đã chạy đúng thì nó mới triển khai lên server 2, rồi triển khai lên server 3, từng server 1. Thì đây là cuốn chiếu để mình tránh nhầm lỗi. Nếu như mà trên một server nào nó lỗi á, nó sẽ dừng lại cái việc triển khai và để cho mình, nó thông báo mình đi đi kiểm tra lỗi. Rồi cái chiến thuật thứ hai đó chính là chiến thuật Blue Green. Blue Green là gì? Mình hiểu nôm na là mình sẽ tạo ra hai cụm khác nhau, một cụm chạy version 1 và một cụm chạy version 2. Thì cụm version 1 là đang cung cấp cho khách hàng sử dụng, và cụm version 2 là cho bên mình vào test trước. Nếu như mình test cụm version 2 ok thì mình mới chuyển hết tất cả user từ version 1 qua version 2 sử dụng, và mình để version 1 đó chỉ là chạy backup và không có chạy update nữa. Rồi cái chiến thuật thứ ba đó chính là chiến thuật Canary, là mọi người có thể hiểu như thế này. Giống như Facebook chẳng hạn, tại lâu lâu Facebook sẽ ra những cái tính năng mới, ví dụ như tính năng thả trái tim mà ôm trái tim á, mọi người chắc là người biết. Thì sẽ có một số người ở Việt Nam đó, họ đăng lên hình là mình có tính năng này mà một số người lại không có. Thì chiến thuật Canary nó sẽ phục vụ cho cái việc này, đó chính là một số người sẽ có những cái dấu hiệu đặc biệt để sử dụng được tính năng mới của mình, và một số người không có. Kiểu như mình sẽ thử nghiệm tính năng mới xem là khách hàng cảm thấy cái này nó được hay không, nếu không được thì mình sẽ bỏ tính năng này, còn nếu được thì mình sẽ triển khai rộng rãi hơn. Thì đây là chiến thuật Canary. CD Maker nó cũng cho phép mình sử dụng. Rồi tiếp theo nữa đó chính là Vault, HashiCorp Vault. Thì Vault sẽ phục vụ cho tính năng là mình lưu những cái file cấu hình. Thì mọi người biết á, khi mà ứng dụng chạy trên môi trường Notion cung cấp cho khách hàng á, sẽ có những cái thông tin, ví dụ như là user password, rồi thông tin về database, lưu những cái thông tin về build link chẳng hạn, mà không muốn cho nhiều người biết, mà làm sao để đảm bảo về security, chỉ có những người nào có quyền thì mới được coi những cái này. Thì người nào có quyền thì mình sẽ phân quyền trong Vault, và ai được coi file gì ở trong này thì Vault nó sẽ hỗ trợ cho việc việc này. Và cuối cùng là sử dụng SonarQ. SonarQ để giúp mình là khi mà lập trình viên phát triển ứng dụng, họ chỉ biết phát triển thôi, họ chưa có aware được, chưa có có quá nhiều về việc security cũng như là về bảo mật thông tin đó, an toàn thông tin là gần như không có. Thì SonarQ sẽ giúp cho mình đó có được một cái gì đó tự động, nó sẽ quét hết tất cả những cái ứng dụng của mình, những cái support của mình sẽ thấy được là có những cái lỗi security này tiềm tàng, hoặc có những cái bug nào mà đã được public thì sẽ thông báo cho một người DevOps. Thì người DevOps sẽ thông báo xuống là cho người lập trình viên để đi fix những cái lỗi này. Nếu như mà mình sẽ có thể là đạt những cái ngưỡng, ví dụ như là đạt pass 90% tất cả các bug thì mới cho phép biên dịch để triển khai, còn nếu không thì sẽ báo fail và không cho phép biên dịch.
thì đây là điểm mạnh rất tốt và người nên ứng dụng Seneca vào trong cuộc sống hàng ngày. Rồi về tiếp nữa đó chính là phần monitoring. Thì và khi bình thường thì tôi sử dụng Kubernetes để triển khai ứng dụng, thì sẽ có monitoring thì nên dùng là Prometheus và Grafana. Grafana để xem những cái biểu đồ để mình dự đoán cũng như là theo dõi sức khỏe, và cái kênh mà để thông báo khi mà có sự cố xảy ra cho tôi đó chính là tôi dùng Slack, là cái kênh thông báo mà hay dùng nhất. Rồi về tiếp theo là về log, khi mà ứng dụng chạy thì cần những cái log, đẩy những cái log về để mình phân tích thêm hành vi người dùng cũng như là thông báo những cái lỗi xảy ra, khi cái lỗi xảy ra thì mình biết là lỗi gì, thì dùng file bit để đẩy log, Elasticsearch để lưu trữ cũng như Kibana để xem những dòng log đó. Thì đây là câu chuyện mà tôi chia sẻ với mọi người cũng như là cái những cái giải pháp mà đề ra để giải quyết những câu chuyện của mình. Rồi từ những câu chuyện nó sẽ rút ra những cái kinh nghiệm gì, thì thứ nhất đó là tôi sử dụng rất là nhiều cái tool DevOps và cũng như là infrastructure code và ứng dụng nó hàng ngày. Thì infrastructure code thì là cái viết một lần, phải làm sao mình viết một lần và sử dụng nhiều lần, thì viết một lần sử dụng nhiều lần, và phải có thêm một cái mindset nữa chính là mình phải làm sao mà mình viết một lần đó mình có thể mở rộng ra, mình có thể lắp module một cách dễ dàng và cho người khác dễ hiểu, thì đó là viết một lần sử dụng nhiều lần. Cái thứ hai đó là sử dụng OWASP để triển khai hạ tầng. Thì OWASP là một cái stack ứng dụng nó rất là phức tạp để dùng để làm phần cloud, thì nó sẽ có rất là nhiều thứ lằng nhằng ở trong đó. Nếu như OWASP chạy chân chu thì mình sẽ thấy nó là như thiên đường, nhưng mà nếu một thành phần nào đó bị lỗi á thì mình sẽ mất khá nhiều thời gian để mình giải quyết nó. Rồi khi mà đã có OWASP rồi thì có thêm Kubernetes, và thường là viết tắt là Katamet đó, thì nó cũng là một nỗi đau. Tại vì sao? Thì vì nó cũng chứa rất là nhiều cái ứng dụng cũng như dịch vụ ở trong đó để tích hợp với nhau để thành Kubernetes. Thì Kubernetes khi một thành phần nào đó bị lỗi thì nó sẽ cũng mất nhiều thời gian của mình để xử lý hơn. Và cái việc quan trọng nhất của mình đó là mình phải làm sao để tránh ảnh hưởng đến khách hàng của mình. Còn cái việc bị lỗi gì hay đi nữa thì về nhìn một cái góc nhìn đó là nó sẽ bị ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Rồi thứ ba, thứ tư chính là việc mình phải nhận thức được cái việc an toàn thông tin, là mình phải biết những cái lỗi gì có thể xảy ra. Tại vì mình sử dụng khá nhiều cái, thứ nhất là OWASP. OWASP là nó gồm rất nhiều công nghệ ở trong đó, thì mỗi công nghệ sẽ có những cái lỗ hổng khác nhau. Rồi Kubernetes cũng trong đó cũng có nhiều lỗ hổng khác nhau, rồi Docker, rồi chưa kể phần mềm mà bên mình viết ra nữa. Ví dụ bên mình công ty mình viết bằng Java, viết bằng Golang, viết bằng Node.js, thì mỗi cái ngôn ngữ lập trình sẽ có những cái lỗi bảo mật khác nhau nữa, thì mình làm sao phải nhận thức hết tất cả những cái thứ này. Thì khi mà một cái sự đến cái thứ năm đó chính là khi mà sự cố xảy ra thì sự cố sẽ chồng sự cố. Ví dụ như tôi kể một câu chuyện, đó chính là khi có sự cố của OWASP đi mà tắt OWASP mà bị sự cố thì dẫn đến là Kubernetes cũng sẽ hoạt động không được bình thường, cũng sẽ sự cố, và Kubernetes sự cố thì dẫn đến là ứng dụng của mình sẽ cũng hoạt động không bình thường luôn. Hoạt động không bình thường thì sẽ dẫn đến là sẽ trải nghiệm khách hàng có thể sẽ là không được tốt và sẽ ảnh hưởng đến khách hàng đang mua bán ở trên đấy. Thì mình phải làm sao để giải quyết được nhiều, giải quyết được đầu tiên trước hết là trải nghiệm khách hàng, mình làm sao để khôi phục ứng dụng là một cách nhanh chóng, và sau đó mình sẽ cô lập cái lỗi lại một chỗ và mình sẽ giải quyết sau. Thì đây là cái sự cố mà chồng lên sự cố, và khi mà sự cố chồng lên sự cố á, thì mình sẽ phải đặt ra câu hỏi là mình sẽ phải làm việc rất nhiều, đó là hai lot, là mình làm việc rất nhiều trong một khoảng thời gian, Đó, đây bán muốn gì cô? làm việc rất nhiều trong khoảng thời gian, nhưng vì tương đồng với Đi đó mình sẽ bị mất ngủ. Thì đó là cái viễn cảnh mà một người DevOps có thể phải gặp phải, đó là một ngày mà hệ thống chạy trơn tru á thì nó sẽ rất trơn tru, mình chẳng có gì để làm, mình sẽ làm những cái điều mới hơn, mình sẽ tìm cách mình nâng cao hệ thống của mình lên, chạy cho nó mượt mà hơn. Tuy nhiên nếu như mà một cái gì đó bị lỗi á thì nó sẽ dẫn đến là lỗi rất nhiều, lỗi lỗi này lỗi kia tùm lum, và mình phải có một cái đủ kiến thức để mình biết rằng
là lỗi nó xảy ra ở đâu và để giải quyết như thế nào một cách nhanh chóng nhất, nếu không mình sẽ bị high load và cũng như mình sẽ bị mất ngủ. Rồi thì đó là tất cả những cái câu chuyện mà mình chia sẻ trong cái buổi stream ngày hôm nay. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và bây giờ thì mọi người có những cái câu hỏi gì mọi người cứ thoải mái chia sẻ với nhau, đặt ra để mọi người cùng thảo luận cũng như là giải quyết những câu hỏi đó. Cảm ơn mọi người. Em cũng cảm ơn cái phần trình bày của thầy trường ạ. Hiện tại là có một anh đã gửi câu hỏi cho mình rồi đó. Thì anh hỏi là hiện tại là Terraform và Ansible có vẻ như là nó không có tính kế thừa với nhau về code và các version, vậy phương án quản lý những cái playbook như thế nào cho việc này ạ? Phương án quản lý những cái playbook Terraform và Ansible có vẻ không có tính kế thừa về code. Thì phương án á, thì phương án hiện tại thì mình đối với mình Terraform thì mình chưa sử dụng nhiều, tại vì có một thời điểm mà mình sử dụng Terraform để tương tác với bên Amazon thôi, thì nó là một giải pháp tình thế như nãy mình chia sẻ. Thì mình chưa sử dụng nhiều nhưng mà nó không có tính quản lý các version là đúng, và Ansible cũng vậy. Thì cái cách mà mình đang sử dụng để làm Ansible đó chính là mình để các cái file cấu hình này nè ở trong Git, mình quản lý bằng Git, là Git sẽ đánh version cho mình, và mình khi mà mình muốn sử dụng thì mình sẽ luôn luôn lấy version mới nhất ở trên Git, và ai thay đổi sẽ cũng phải là commit lên trên Git để quản lý. Tại vì đối với Ansible version free thì sẽ không có tính năng quản lý cái version này. Thì đây là cái kinh nghiệm, nói chung là cái cách mình xử lý mà quản lý version trong hiện tại. Hiện tại thì hiện tại đối với cái khuôn khổ trong cái phần session hôm nay á, sẽ không có demo gì hết. Nếu như các bạn cần á, các bạn cứ gửi yêu cầu cho bên thi hoặc là cho bên trung tâm á, các bạn cần demo những cái điều như thế nào á, thì mình sẽ sắp xếp để làm demo. Rồi mình sẽ xem câu hỏi. Dạ, câu hỏi tiếp theo từ anh Phan Duy á. Anh là trường có thể nói thêm về phần automation test, liệu DevOps có cần học những kiến thức gì để vận hành, để bắt bước testing cho ứng dụng? Xin cảm ơn ạ. Có gì thì anh trường sẽ giải đáp câu hỏi này giúp em vào. Ok thì phần automation test thì DevOps, đối với DevOps á, thì mình nên biết về các khái niệm cũng như là một số cái tool thông thường nhất. Thì việc muốn làm automation test thì mình phải cần, thứ nhất là mình phải biết testing là gì, mình phải biết test. Thì test nó sẽ rất là rộng, ví dụ như test ứng dụng, test web service, rồi test ứng dụng trên điện thoại, rồi test về phần API. Thì mỗi cái nó sẽ có một kiến thức khác nhau. Ví dụ như mình test về phần giao diện web đi, thì mình không thể thì mình phải biết về giao diện web là có những cái gì, khi mà mình bấm vô một cái nút nào đó sẽ lỗi như thế nào. Rồi việc test về giao diện web, rồi việc test về web, test về ứng dụng trên điện thoại như iOS, Android chẳng hạn, thì mình cần phải biết là iOS, Android test như thế nào. Rồi cuối cùng là việc test về phần API. Phần API thì mình biết cách gọi API nè, rồi biết cách những cái param, rồi sau đó biết những cái lỗi security trong API nữa. Thì đó là phần test. Và tiếp theo là phần automation. Thì automation nó sẽ còn đòi hỏi mình là mình phải có kiến thức về testing cũng như là kiến thức về lập trình. Thì khi đó mình sẽ khi mình có kiến thức về testing và lập trình cơ bản rồi á, thì mình sẽ bắt đầu là automation. Automation thì mình phải giả lập được cái hành động, tất cả các hành động của mình, và kiến thức gì về có thể vận hành DevOps thì từ nhà. Rồi đó là cái phần automation test, thì mình cần biết là thứ nhất là phần testing, rồi mình biết lập trình, và cần có cái mindset về automation thì mình mới có thể làm được automation test. Thì nó đòi hỏi khá nhiều cái kiến thức của mình, nhưng mà song song đó thì nếu như mình làm được automation test thì mình sẽ được nhận được một cái thu nhập tốt hơn, tại vì automation test hiện tại đang là một cái trend khá là hot đối với phần cho các bạn tester. Rồi tiếp theo nữa là liệu DevOps cần học những kiến thức gì để vận hành và debug testing cho ứng dụng. Thì DevOps thì một người DevOps thì thông thường nên có về kiến thức về testing, thì có tất cả những cái kiến thức mà mình đề cập phía trên đó, đó chính là kiến thức về testing, kiến thức về lập trình cũng như kiến thức về thằng automation.
thì mình nên biết, nên biết nếu biết sâu thì càng tốt, còn nên biết để mình giúp cái việc debug nhanh hơn. Thì đó là câu trả lời cho mình, cho bạn Phạm Duy ha. Rồi, tiêu chí nào để lựa chọn một tool hay service các thành phần trong lộ trình DevOps vậy à? Bạn Lê Đức hỏi. Thì từ từ để mình quay lại cái slide lộ trình DevOps. Tiêu chí là sử dụng tool đúng không? Thì tiêu chí sẽ sử dụng tool đó thì mình sẽ recommend cho các bạn luôn, thì có 7 cái bước, để nói chung là 7 cái bước chuẩn bị để mình gia nhập vào con đường DevOps. Thì thứ nhất là mình, bước thứ một là ngôn ngữ lập trình, thì mọi người nên biết Python. Cái thứ hai đó là server administration á, là về OS hệ điều hành các kiểu á, để mình biết tốt nhất là biết Linux, bắt buộc gần như là bắt buộc là biết Linux. Windows thì không, Windows biết thêm càng tốt, nhưng mà mình bắt buộc phải biết là về Linux. Rồi về network security thì mình cần phải biết về gần như là phải cái hai cái này đó, là TCP IP cũng như là các cái giao thức DNS, FTP, SSL và HTTP. Rồi về server thì mình, web server thì mình khuyên các bạn nên biết về Nginx và Tomcat. Đây là hai cái web server phổ biến nhất và cũng như là tốt nhất trong hiện tại. Rồi về phần caching thì mọi người nên biết Redis, vì Memcached nó hơi cũ rồi. Redis nó sẽ có những cái tốt hơn, những cái ứng dụng mà mọi người sẽ thấy, mọi người đi sâu vào mọi người sẽ thấy nó ưu điểm nhiều hơn Memcached. Rồi về database thì nó sẽ chia làm hai loại, đó là NoSQL và SQL. Thì NoSQL thì mọi người nên biết MongoDB. MongoDB và cái điểm mạnh hơn nữa đó chính là DynamoDB của Amazon á. Thì đây là hai cái mà mình recommend cho mọi người. Rồi SQL thì cơ sở dữ liệu quan hệ thì mọi người nên biết MySQL và MariaDB. Thì đây là hai cái phổ biến nhất, và nếu mà tốt hơn nữa thì mọi người nên biết PostgreSQL. Thì đó đó là về cơ sở dữ liệu. Hay Infrastructure as Code thì về quản lý phiên bản thì sử dụng Ansible là đơn giản nhất, và để quản lý được cái phiên bản cho Ansible thì mọi người kết hợp với GitHub, GitLab gì cũng được. Rồi container thì hiện tại là nên biết Docker, thì Docker là cái thứ dễ xài nhất, cũng như là cộng đồng rộng lớn, nếu như mà có lỗi xảy ra thì mình sẽ tìm được cách mà mình fix lỗi nhanh nhất. Rồi để quản lý container thì vẫn tốt nhất vẫn nên dùng Kubernetes. Có những cái như Docker Swarm á, nhưng mà Docker Swarm nó sẽ không mạnh bằng Kubernetes. Mặc dù Docker Swarm dễ xài hơn nhưng mà nó sẽ không ứng dụng mạnh bằng Kubernetes. Rồi infrastructure provisioning thì cái infrastructure provisioning này nó sẽ làm việc nhiều, đó là người mấy bạn mà sử dụng cloud nhiều quá thì mấy bạn mới dùng cái này nhiều, thì vẫn tốt nhất là dùng Terraform. Rồi về việc CI/CD thì CI/CD hiện tại thì đang có nổi hai xu hướng, đó là sử dụng Jenkins, cái thứ hai là dùng GitLab để CI. Thì GitLab của CI thì mọi người có thể đọc qua GitOps, thì mình sẽ chat chữ GitOps này nè, lên trên mấy bạn á, mấy bạn có thể tìm hiểu cái trang GitOps cũng được. Rồi tiếp theo là monitoring. Monitoring thì sẽ có mấy bạn nên biết là Prometheus và Grafana. Login thì EOK. Còn về cloud thì mọi người nên biết về Amazon và Google. Đó là cái lộ trình nên mình đang cái những cái mà mình khuyên các bạn nên nên biết để theo cái lộ trình DevOps. Gì hả? Ăn sáng đi. Rồi, đó là một Dạ. cái lộ trình mình muốn cho mấy bạn ha. Rồi bạn Đức, từ từ để mình tìm theo câu hỏi khác. Sau câu hỏi của anh Đức thì có câu hỏi của anh Lâm á, anh Trường ơi, là theo diễn giả thì sử dụng cloud có lợi lợi có hại gì so với cái công ty là tự có data center? Cloud có lợi có hại gì? Ok, thì thứ nhất mình sẽ phân tích data center và cloud. Ví dụ như mình sử dụng hạ tầng như truyền thống đi, có nghĩa mình sử dụng server mình để data center, thì sẽ có cái vấn đề đó chính là nếu mà mình sử dụng server vật lý truyền thống á, là mình sẽ không có
cái việc là mở rộng nhanh. Ví dụ như mình đang có 3 server thì mình muốn thêm một server nữa, mình phải có thời gian lắp ráp. Còn khi cloud, mình dùng cloud á, là mình sẽ mở rộng nhanh hơn. Rồi thêm nữa, đó là khi sử dụng data center á, là mình sẽ có cái việc là khi mình muốn dùng sử dụng cơ sở dữ liệu database thì mình phải tự dựng, mình phải tự cài đặt. Còn khi cloud nó có sẵn thì mình sẽ mua, thì mình sẽ sử dụng được nhiều cái tính năng hơn. Ví dụ như mà database in cloud á, mình sẽ có được cái tính năng là backup này, và tính năng những cái tính năng mở rộng. Rồi khi nó chết á, thì mình có thể dần lại một con khác một cách nhanh chóng, tại vì mình có backup. Rồi cái thứ ba đó chính là ví dụ như mình xài data center thì mình muốn load balancer cho nhiều ứng dụng cân bằng tải, thì mình phải tự dựng bằng HRC vân vân. Còn đối với cloud mình có sẵn và mình nó sẽ tự động phát hiện điều đó cho mình luôn. Ví dụ như khi mà mình thêm server mới vào á, thì cái cân bằng tải trên load balancer trên cloud á, nó sẽ tự nhận biết là mình có server mới và nó cân bằng tải vào luôn. Thì đó mình đó là một số cái điểm mạnh mà bạn có thể nhìn thấy được khi mình sử dụng cloud so với server truyền thống đặt ở data center. Và nó có một cái nữa đó chính là mình tiết kiệm chi phí. Ví dụ như bạn có 3 server nhưng mà bạn đâu có thể là dùng hết được 3 server đó. Ví dụ như server thông thường là 32 core 192 GB RAM chẳng hạn, đây là cái cấu hình mình đang sử dụng ở trên công ty á, thì mình đâu có thể là dùng hết 32 core 192 GB RAM được. Mà nếu như mà mình muốn an toàn thì mình ít nhất phải xài 3 server thì dẫn đến nó quá lãng phí. Nhưng khi mình dùng cloud á, mình có thể tạo những cái cấu hình nhỏ hơn. Nếu như mình cần thiết cấu hình lớn hơn á, mình sẽ có thể tăng lượng resource trên cloud một cách dễ dàng. Còn nếu như mình không sử dụng hết resource á, mình có thể giảm lượng resource xuống. Ví dụ như mình đang có 16 CPU 32 GB RAM chẳng hạn, mình muốn cần lên là 64 GB RAM thì mình có thể trên cloud mình có thể tạo một cách nhanh chóng. Nếu mình sử dụng không đến 64 mà mình thấy là nhu cầu mình đã giảm xuống rồi, thì mình có thể từ 64 mình chuyển thành 32 một cách dễ dàng hơn, tại vì mình sử dụng server quản lý truyền thống. Thì đó là một số ưu điểm cloud so với data center truyền thống sử dụng server quản lý. Thì đó, mọi người sẽ căn cứ vào những yếu tố đó là yêu cầu, nhu cầu của mình như thế nào, thì mình sẽ đưa ra cái giải pháp hợp lý cho mình. Dạ, cảm ơn anh Trường ạ. Hiện tại là em thấy có mấy anh đang bật mic á, thì mình có thể mua mic lại để trong lúc mà thầy giải đáp các thắc mắc thì sẽ tránh gây tiếng ồn hơn á. Thì thầy Trường cũng có thể là mua mic các anh mà đang lỡ bật mà mình không hay á, thì anh cũng có thể mua mic các anh lại được ạ. Ừ, ok, để anh. Dạ. Thì câu hỏi tiếp theo từ anh Đạt là admin cho mình hỏi là sử dụng công cụ gì để giám sát các khối tin từ on-remix lên hệ thống cloud để giám sát à? Công cụ gì để từ cái câu hỏi của bạn nào ấy nhỉ? Của anh Đạt là LQ ạ. Công cụ gì để giám sát các gói tin từ on-remix lên các hệ thống cloud để giám sát các gói tin là sao nhỉ? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Thì có thể là bạn Đạt Lực Quy bạn mô tả câu hỏi nó một cách nó rõ ràng hơn, có nghĩa là một cái trường hợp cụ thể nào đó đi, thì câu hỏi này nó hơi rộng á, mình chưa có mường tượng được. Dạ rồi, chắc là anh Đạt ơi, nếu như tiện thì mình có thể bật mic là mình trao đổi trực tiếp với thầy luôn cũng được à. Alo, hiện tại em thấy là mic của anh Hùng Nguyễn và Đạt Lưu chấm tiên thì mình đang bật á, thì mình có thể là nếu như mình có câu hỏi thì mình đặt câu hỏi cho thầy không, thì mình mua lời giúp em với nha. Anh Đạt ơi, thì không biết thì cái câu hỏi của mình hồi nãy á, thì thầy chưa rõ về thông tin về câu hỏi của mình á, thì không biết thì anh Đạt mình có thể bật mic lên và mình nói rõ hơn về cái ý của mình được không ạ? Không biết anh Đạt mình có còn on trên Zoom không anh ha? Anh Đạt còn on nhưng mà không biết anh Đạt có đang nghe không ạ? Dạ rồi, chắc là
Thầy ơi, thầy không thể trả lời câu hỏi, câu trả lời của câu hỏi của anh Đạt là mình chưa rõ ý để mình trả lời đúng không thầy? Hiện tại thì câu hỏi chưa được rõ ràng á, thì chắc là để mình trao đổi thêm với bạn Đạt thì mình biết được là chính xác câu hỏi là trường hợp cụ thể nó như thế nào á, mình đưa ra cái giải pháp nó hợp lý hơn. Dạ, vậy thì chắc là em nhờ thầy trả lời câu hỏi của anh Mark Lâm là admin cho mình hỏi là khi sử dụng Ansible OpenSource phiên bản GRE thì có cách nào hỗ trợ quản lý run Playbook trên trên GUI không ạ? Thì câu hỏi của anh Mark Lâm á, thầy thì có gì thì hỗ trợ trả lời câu hỏi này giúp em vào. Đối với bản free thì mình sẽ có một cách để quản lý những cái cũng như là run các playbook trên GUI á, có nghĩa là trên cái giao diện á, thì nó có một cái ứng dụng là Ansible Tower, thì mọi người có thể đọc qua cái này để mình ghi lên cho mọi người tìm hiểu thêm ha. Ansible Tower thì nó sẽ có một cái bản free á, thì mọi người có thể cài nó và để ứng dụng được. Thì đó là câu hỏi, câu trả lời bạn, câu trả lời cho câu hỏi bạn Mắc Lâm nha. Anh Lâm còn có câu hỏi gì mình cứ đặt cho thầy nha. Thì tiếp theo là có câu hỏi của anh Thái á. À, anh Lâm vẫn hỏi là Tower là mình hình thức trả phí như thế nào á thầy? Hình thức trả phí thì nó không có trả phí. Nếu như mà bạn dùng với một bên của Google hoặc là Amazon đó, thì bạn phải trả phí hosting BBS cho nó. Còn nếu như bạn tự dựng đó, thì bạn có thể lấy nguồn mã nguồn từ GitHub này, bạn có thể sử dụng được. Thì nó có open source ra, mình có thể vẫn sử dụng được. Nhưng mà mình cái này sẽ có một cái là mình phải tự quản lý. Thì không có phải lý, khi mà bạn đã tự quản lý thì bạn không phải trả bất kỳ một chi phí gì cả. Rồi, thì tiếp theo câu hỏi là của anh Nguyên Thái là thầy hỏi về là em thầy có câu hỏi là em chào thầy trường, hiện thì em xin chia sẻ về cái khó khăn cản trở trên on-premise và cloud. Ví dụ on-premise thì mình chỉ việc remove vào cấu hình, thì trên cloud sử dụng Ansible hoặc Zenkin có tương tự như vậy không hoặc khó khăn gì? Em cảm ơn thầy. Thì nhờ thầy trả lời câu hỏi này giúp em ạ. Ok, thì thứ nhất là mình cản trở vào on-premise cloud, đó chính là bạn sử dụng remote cấu hình, có nghĩa là bạn truy cập vào những cái server đó để bạn cài đặt cái gì đó hoặc là quản trị, thì bạn thông thường phải sử dụng SSH chẳng hạn. Thì đối với cloud thì nó cũng bạn sử dụng Ansible và Zenkin, thì tương tự đối với cloud không khác gì nhau cả, chẳng qua là nó cloud nó sẽ thêm những cái ứng dụng khác, ví dụ như là nó cho phép mình thêm server nhanh nè, rồi tăng giảm cấu hình server nhanh, cũng như là mình có được cái ví dụ như bạn có biết là khi mà server mình đặt ở một data center A thì mình sẽ đặt lên đặt một cái server ở data center B nữa để mà chạy mình backup, mình chạy DSI á, nên làm sao mà tính sẵn sàng cao, thì cloud mình lên cloud mình tạo hai zone khác nhau được. Còn đối với DC thì nó chỉ bạn chỉ đặt hai bên là sẽ tốn nhiều cái chi phí hơn. Còn về quản lý á, thì khó khăn giữa hai bên là gần như không có, nó hoàn toàn tương tự nhau. Thì câu trả lời của thầy trường dành cho anh Nguyên Thái á, thì anh có còn thắc mắc gì không thì anh cứ bật mic lên và trao đổi thêm với thầy ạ. Dạ chắc là mình sẽ tiếp câu hỏi tiếp theo nha thầy nha. Ok. Thì tiếp theo thì có một câu hỏi của anh Long Mai Sa. Thì trường hợp deploy một server trên cloud, nếu dùng Terraform thì làm sao để backup được những AMI của những version trước đó mà không bị xóa đi ạ? Bắt cướp những sinh trước đó và cái xóa đi. Thì cái này là chắc là bạn nói đến Amazon image á, thì nó sẽ mình sẽ backup, thì sẽ có cái chuyện là mình sẽ lưu vào một nơi nào đó hoặc là mình mua thêm tính năng AMI version của Amazon á, ví dụ như mình không quá rành về của Amazon nhưng mà chia sẻ cái UK mình đang làm ở công ty của mình chẳng hạn, thì ở VG Cloud á, thì nếu mà khách hàng
muốn sử dụng cái quản lý version cho những cái IME này á, cho những cái image á, thì mình phải mua một cái dạng như một cái ổ cứng. Mình mua một cái ổ cứng để mình lưu những cái thứ đó vào, mình lưu những cái file. Thì những cái IME này nó chỉ là những cái file thôi, thì mình sẽ lưu những cái file và đánh những cái version của những cái file đó, đặt những cái tên. Thì mình muốn sử dụng cái nào thì mình sử dụng cái đó, thì mình phải mua cái ổ cứng để lưu trữ. Các bạn có thể hiểu như vậy á. Thì đối với Amazon nó cũng sẽ như vậy, nhưng mà mình không có nhớ được là chính xác là nó lấy khái niệm gì, nhưng mà mình phải mua cái ổ cứng để lưu những cái thứ này lại. Rồi. Rồi, cảm ơn câu hỏi của thầy rất nhiều ạ. Thì tiếp theo đó là có câu hỏi của anh Đức là mình thấy trách nhiệm của DevOps trong team khá quan trọng, vậy cơ hội dành cho các bạn mới học hoặc là từ bộ phận khác chuyển qua thì cái cơ hội đó như thế nào, thì thầy có thể nói sâu hơn để cho các anh không ạ? À ok. Thì thực sự là DevOps đối với trong một công ty thì DevOps là một người rất là quan trọng, thì người đó là người kết nối giữa người vận hành, và đôi khi họ cũng vận hành luôn, rồi họ cũng có phát triển phần mềm luôn, và họ là người kết nối giữa người vận hành và người phát triển phần mềm, cũng như là các cái team khác. Đôi khi họ phải support cả khách hàng nữa, thì cái trách nhiệm của họ rất là quan trọng. Thì cơ hội dành cho các bạn mới học hoặc là cái bộ phận các chuyển qua thì DevOps luôn rộng mở với tất cả mọi người, có nghĩa là ai cũng có thể làm DevOps được. Mình đã thấy những cái trường hợp ví dụ như có những người từ developer thì họ làm luôn DevOps được, có những người vận hành làm DevOps được, và có những cái người mà họ không có kiến thức về IT nhưng họ vẫn có thể làm DevOps được, chỉ cần mình có một số tố chất, ví dụ như là mình chăm chỉ nè, rồi mình có khả năng chịu áp lực được, và cũng như là mình cẩn thận, thì mình sẽ làm DevOps được. Không có cái gì gọi là rào cản lúc nào có mọi người. Thì đồng ý rằng là DevOps sẽ là nó rất là nặng, tuy nhiên mọi người sẽ toàn người thấy được rằng là một cái thế giới mới nó rất là nhiều thứ hay ho, nên là mọi người cứ muốn thì mọi người cứ theo đuổi nó, không có gì để có thể ngăn cản mình được hết, nó luôn luôn mở rộng cửa cho mọi người. Thì Thì đó dạ. dạ rồi, em cảm ơn câu hỏi của thầy. Thì các anh mà nếu mà muốn chuyển qua DevOps hoặc là cần kiến thức về DevOps thì bên cái T4VN mình đã có ra cái lộ trình roadmap vào đó, các anh có thể là dựa vào đó và mình học theo những cái chương trình ở đó và mình cứ tự tin là mình chuyển qua cái lĩnh vực DevOps thôi à. Chắc là câu hỏi tiếp theo thì nhờ thầy trả lời của anh Thắng Nguyễn, đó chính là admin cho mình hỏi là có cần sử dụng GUI bao bao tin em không biết đọc từ này à, có cần sử dụng GUI hay không cho Docker hoặc là Kubernetes đắp bao GUI cho Kubernetes trong thực tế hay không? Thì cái này sẽ tùy vào nhu cầu của bạn. Thì đúng, cái dashboard GUI cho Docker hoặc container thì nó quản lý khá là đơn giản, nó không có nhiều quá nhiều tính năng, thì các bạn có thể sử dụng nó cũng được. Tuy nhiên song song nó thì sử dụng dashboard GUI đặc định của Kubernetes á, nó sẽ có một số cái hạn chế. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tool khác, nó open source nhưng mà nó sẽ có cái giao diện trực quan hơn, dễ quản lý, dễ hơn Kubernetes. Thì mình không nên sử dụng cái tool mặc định Kubernetes. Rồi để mình lấy lại cái tool đó cho mấy bạn ha. Có thông thường mình hay sử dụng cái tool này nhất, thì mình sẽ gửi cái link cho mấy bạn. Khi mà các bạn tương tác với Kubernetes thì nên dùng cái tool này, cái tool katamlan.dev đó. Thì mình đang sử dụng cái tool đó, mình thấy nó cho phép là thứ nhất là quản lý nhiều cái cluster cùng một lúc, quản lý nó được rộng rãi hơn cái việc là dùng dashboard mặc định Kubernetes. Thì mình chia sẻ với bạn là mình có ba môi trường là developer, môi trường staging nội dung rổ sành đó, thì mình không thể dùng ba cái GUI được, mà mình chỉ dùng một cái tool duy nhất để quản lý cả ba, thì đó là tính tập trung hơn. Dạ. Tiếp theo có câu hỏi của anh Nguyễn Sa Vĩ thầy, nhưng mà tại vì thầy anh chat riêng với em không biết thầy có thấy hay không, em có chat lại trong cái group á, có cái tin nhắn của em á là anh hỏi là cho mình hỏi triển khai ứng dụng kế toán Misa Server và data nó lên cloud như AWS cho 10 kế toán sử dụng thay vì cài đặt máy chủ tại công ty, thì hiện tại mình setup thông lượng về server là
3 GB, còn các máy kế toán là 1 GB. Thì em cũng không hiểu rõ về câu hỏi này lắm, thì có gì thì anh Sa Vĩ anh có thể bật mic lên và anh trao đổi thêm với thầy ạ. Ừ, câu hỏi nó chưa rõ lắm, có vẻ là bị thiếu một cái gì đó. Dạ. Anh Vĩ ơi, anh có đang nghe không ạ? Anh có thể bật mic lên và mình nói thêm về câu hỏi của mình được không ạ? Liệu có khả thi không á thầy? À, anh Vĩ hỏi là cái trường hợp đó như vậy nó có khả thi không á anh? Với cái trường hợp của anh Gia Vi là anh có Gia Vĩ là có cái triển khai ứng dụng như vậy và anh đang muốn triển khai như vậy, thì anh hỏi là như vậy nó có khả thi không anh? Alo, thầy nghe chưa? Dạ em nghe rồi ạ. Có nghe, có nghe. Tức là mình muốn triển khai cái phần mềm kế toán ra khỏi công ty á, hiện tại nó đang chạy trong server. Thì bên mình có 10 kế toán. Thì 10 kế toán thì mỗi một cái máy PC như vậy là đang là có tốc độ là 1 gigabit. Thì cái server của mình setup là mình gộp băng thông nó được tới 3 gigabit lận. Thì mình cài cái con Misa server lên cái con server đó thì chạy rất là ổn. Chạy đó, mọi người cảm thấy rất là mượt. Thì bây giờ cho hỏi là mình có thể thay vì cài đặt ở trong cái Windows server ở trong cái công ty á, thì mình có thể sử dụng một cái cloud như là AWS hoặc là Google Cloud, rồi mình cài Windows server lên, rồi tiếp tục mình cài Misa server lên. Rồi mình cho người cái đó sử dụng thì theo mình nghĩ là sẽ hiệu suất nó sẽ giảm đi rất là nhiều đúng không thầy ha? Hiệu suất giảm đi rất nhiều. Thì cái việc đó là server thì nếu mà để trên cloud á, mình sẽ phải có một đánh đổi, đó là mình khi mình muốn tương tác thì mình phải thông qua cái network. Thì network ở Đúng Việt rồi. Nam thì mọi người có thể thấy là nó không được tốt lắm, đôi khi nó cũng chập chờn. Thì mà đối với mọi người để trên Amazon hoặc là để trên Google á, nên có vấn đề về network là bỏ những cái cloud này không có server ở Việt Nam, không có À, server ở Việt Nam, nên là cũng sẽ đáng bị ảnh vậy. hưởng rất nhiều về network. Thì mình sẽ cân nhắc nếu như mình muốn tiết kiệm chi phí thì mình nên để ở trên cloud, nhưng mà phải đánh đổi là mình sẽ bị đôi khi chập chờn mạng hơn. Thì đó là cái mà những khách hàng ở công ty mình cũng thấy là hay bị, đó là khi mà kết nối ra nước ngoài á, là đôi khi nó sẽ bị rất là chập chờn, đôi khi mất cơ tin, đôi khi bị đứt luôn. Thì mình phải đi làm việc khá nhiều với những cái nhà cung cấp mạng để giải quyết là vì sao nó như vậy như kia. Thì đó là cái mà cái đánh đổi mà mình thấy duy nhất hiện tại nếu như bạn triển khai Misa server ở trên cloud như là AWS hoặc là Google á, thì nó là về network nó rất là bị khá nhiều. Còn về hiệu suất mà ứng dụng, nếu mình bỏ qua về network á, thì hiệu suất thì mình nghĩ sẽ không thay đổi, mình chỉ là mình tiết kiệm được nhiều chi phí hơn thôi. Cháu có một câu hỏi về chỗ có chi phí, về chỗ đánh đổi chi phí về network thôi, thì À các đúng rồi, bạn sẽ nên à, thì đúng mà mình cũng đoán được như vậy, tại mình có làm về lĩnh vực nên mình đoán được cái tình huống đó rồi. Thì tại vì mình đọc những thứ về cloud á, mình đọc trên mạng á, đúng là tất cả đều là lời khen không à, chưa ai đưa được nhược điểm hết. Nên rất là cảm ơn thầy đã nói rõ được cái nhược điểm của nó. Mặc dù mình đoán là mình cần người xác nhận về phần này á. À không sao, thì mọi người cứ chia sẻ thoải mái với nhau thôi, thì mình thấy được những cái điểm mạnh Đúng điểm rồi. yếu gì mình chia sẻ nhau để mình cân nhắc, mình đưa ra một cái giải pháp tốt nhất cho cái hệ thống của mình. Cảm ơn thầy trường nhiều. Ừ. Rồi, phải cảm ơn nghe. À, dạ rồi em cảm ơn cái câu hỏi của anh Sa Vĩ à. Thì tiếp theo có câu hỏi của anh Vũ Tiến Trung á, là cho mình hỏi là có nên chuyển các common service của Infra như là RoC rồi RoC từ dạng instance sang sạc VMS thành dạng container hay không, và góc độ code redox và performance có nhiều khác biệt hay không á, thì nhờ thầy trả lời câu hỏi này giúp em ạ. À. Có nên chuyển về container hay không thì mình nghĩ là nên có. Thì mình sẽ chia sẻ một cái thực tế mà mình đã vừa làm, mình đang làm ha. Thì thứ nhất là mình triển khai OSTAC và triển khai rất là nhiều cái ứng dụng kiểu như cài bằng thông thường bằng tay, bằng phải gặp server bằng cài, nó rất là truyền thống. Thì nó sẽ khi mà chuyển qua container nó sẽ giảm cost của bạn. Thứ nhất là bạn phải sẽ làm ít hơn,
Khi mà dùng bằng container, bạn có thể tích hợp với cái việc mà triển khai bằng Ansible nó dễ dàng hơn, thì giảm được cost này, giảm được cái lao động chân tay của mình á. Nhưng mà trong công ty mình hay nói vui là lao động cơ bắp á, thì mình sẽ giảm được nhiều cái đó nè. Rồi khi mà cái ứng dụng của mình nó chạy trên một cái máy vật lý nó bị vấn đề á, thì mình chuyển qua máy vật lý khác nhanh hơn. Rồi đó là về all stack. Rồi ví dụ như bằng các cái RC thì mình chia sẻ hiện tại luôn, thì ở công ty mình đang sử dụng RC là HRC chẳng hạn, HRC để cân bằng tải. Thì lúc trước là cài bằng bằng Rosette, bằng cách thông thường truyền thống nhất á, thì gặp cái vấn đề là nếu như cũng gặp vấn đề là server có vấn đề là mình sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Thì khi đó là ở công ty mình á, là chuyển hết tất cả lên container luôn, chuyển qua Docker hết luôn, sẽ giảm hết tất cả, giảm rất là nhiều cái chi phí về vận hành. Còn về performance á, thì performance thì sau vài năm, khoảng 3-4 năm chuyển hết lên container á, thì mình thấy performance là hiệu suất á, thì gần như nó không thay đổi, không quá khác biệt. Nên là chuyển lên container thì mình sẽ giảm đi được cái sức lực, nhưng mà mình vẫn giữ gần như là nguyên cái hiệu hiệu suất của ứng dụng luôn, như nó không khác gì với bình thường hết á. Nên là mà đừng quá lo lắng, như vậy mình cứ nên chuyển hết tất cả lên container. Cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Thì tiếp theo có anh Đạt cũng có hỏi thêm là anh Đạt hồi nãy hình như anh Đạt đang giải thích về cái câu hỏi trước đó thầy. À không. Dùng là có nghĩa là mình dùng xác thực bằng HashiCorp, cái này chắc là Có HashiCorp ở Remix, nhưng mà muốn giám sát VNN thì từ Remix nào có bị mạng chọc vào hay không á, thì thầy trả lời câu hỏi cho anh Đạt giùm em nha. thì mình thứ nhất là cái từ on-premise lên cloud mình đi bằng đường VPN, thì VPN đã có một cái lớp mã hóa rồi, thì cái việc mà mình có biết được nhà mạng chọc vào hay không á thì nó khá là khó. Tại vì thứ nhất là mình nhà mạng nó chọc vào hay không thì mình khó biết được. Cái thứ hai á, đó là khi mà dùng VPN á thì mình đã mã hóa tất cả cái tin của mình rồi, mã hóa mọi thứ rồi, thì nhà nhà mạng chọc vào để lấy ra được á thì cũng chưa chắc nhà mạng biết mình ghi cái gì ở trong đó. Nên là mình không phải sợ chuyện đó. Nếu như mà cái VPN của mình nó bị lỗ hỏng thì mình mới sợ thôi. Còn cái việc mà mình đã có VPN rồi á thì nhà mạng có chọc vào thì nhà mạng cũng chẳng biết mình làm gì hết, nên bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Tại vì có tin của bạn từ on-premise đi lên trên cloud chẳng hạn thì nó sẽ đi qua những cái router hoặc những switch của nhà mạng á, thì nhà mạng lấy gói tin, copy gói tin ra chứ không có chọc vào để sửa. Nhà mình copy ra thì mình sẽ không nào biết được, tại vì trên thiết bị của họ mà. Thì mình cũng không nên quá quan tâm đến vấn đề này, mà mình để nên để tâm hơn, mình quan tâm hơn về việc là mình đảm bảo cho on-premise của mình nó được an toàn, không bị tấn công, cũng như cloud mình an toàn không bị tấn công hơn. Còn cái việc mà cái đường truyền của mình bị giám sát cũng như là bị chặt vào để xem coi nó có cái gì trong á, thì nó có VPN lo việc này rồi, mình không bạn Đạt không nên quá lo lắng về vấn đề này nữa. Dạ rồi, dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ. Hiện tại có câu hỏi của anh Phạm Quế 7150. Chắc là cái câu hỏi này để dành cho em xin phép là trả lời dùm cho anh Quế ạ. Là anh Quế hỏi là TFVN có dự định tổ chức các khóa học chuyên đề về DevOps hay không? Thì hiện tại là bên em đã có những cái khóa học là về DevOps Foundation dành cho những người mà mới bắt đầu tìm hiểu về DevOps, và từ căn bản đến cái khóa đó dành cho những người từ căn bản luôn, là mình học từ những cái kiến thức về Linux và những cái nâng cao hơn như Docker, Ansible và Jenkins luôn. Còn nếu như mà anh muốn học chuyên sâu từng cái khóa chuyên mục nhỏ thì bên em hiện tại đang có là Docker, Kubernetes, Ansible, Jenkins. Thì chuẩn bị tháng 4 này thì bên T4VN chuẩn bị ra mắt cái khóa về giám sát là Prometheus và Grafana, và cả chuẩn bị cũng ra thêm khóa ELK nữa. Nên là anh Quế mà có quan tâm khóa học nào á thì anh có thể chat cho em vào group, em chat cho em vào inbox, cho em vào nick Zalo của em hoặc là Skype của em, thì em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho anh ạ.
Tiếp theo đó thì có anh Lâm hỏi về cái vấn đề lao hồi nãy, là về lao hồi nãy là thấy thầy là phân tích toàn là điểm tốt, vậy điểm nào không tốt nếu dùng lao, nếu chỉ có điểm tốt chắc là công ty nào cũng sẽ xài lao hết rồi, thì thầy trả lời thì có thể là phân tích thêm về những mặt không tốt khi mà mình lên lao cho anh Lâm với ạ. Rồi những mặt không tốt thì sẽ có một số cái điểm nó chưa được tốt thì nó cũng là một cái hạn chế cloud. Thứ nhất là niềm tin, thì khi mà bạn xài cloud á, thì tức là bạn không có cái hạ tầng, bạn không quản lý được hạ tầng, bạn để trên cloud luôn. Sẽ có những một số cái ứng dụng đặc thù với những ngân hàng chẳng hạn thì họ sẽ không để trên cloud, thì vì họ không tin được rằng là cloud nó sẽ đủ an toàn nếu để bảo vệ cho dữ liệu của họ. Rồi thêm một số nữa là cloud, các cloud hiện tại ở Việt Nam á, nó chưa đáp ứng được về những cái tính năng năng cao của network. Ví dụ như họ cần cái đường mạng network riêng biệt để cô lập những cái network đó, thì nó hiện tại cloud Việt Nam mà gần như chưa đáp ứng được. Thì theo mình biết thì Cloud Việt Nam đang tìm cách để giải quyết những vấn đề đó, chứ hiện tại là chưa giải quyết hoàn toàn triệt để. Thì có hai vấn đề đó, về niềm tin cũng như về network là hiện tại Việt Nam chưa có. Rồi cái thứ ba đó chính là các cái xu hướng trên cloud á, ví dụ như bạn xài Kubernetes chẳng hạn, bạn muốn version nó liên tục mới á, thì bạn và muốn xài cloud bạn phải đợi một khoảng thời gian để cloud update. Còn nếu như mà bạn triển khai cái ứng dụng mà mới hoàn toàn thử nghiệm được á, để mình triển khai luôn á, thì mình sẽ chủ động hơn khi mình làm server hợp lý. Với cái thứ ba là khi mà bạn cái thứ tư là khi bạn chạy á, thì bạn chạy trên cloud á, bạn phải phụ thuộc hoàn toàn vào cloud. Bạn gần như sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào cloud. Ví dụ như bạn xài server trên cloud thì bạn phải xài lớp văn sơn trên cloud, và phải xài database trên cloud thì bạn mới tận dụng hết được tất cả điểm mạnh cloud được. Còn nếu như mà bạn không sử dụng á, nó kiểu một cái là nửa vời, thì đó là cái điểm khá là hạn chế, đó là bạn sử dụng cloud sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào cloud, thì dẫn đến phụ thuộc hoàn toàn vào cloud á, dẫn đến sẽ có một cái role, một cái nghề nghiệp nó sẽ bị chết dần đi, đó chính là system admin. Nó sẽ dần chết dần đi và nó sẽ chuyển thành là DevOps, là người developer có thể là làm về hệ thống luôn, chứ không còn system admin truyền thống như lúc trước nữa. Cho nên có một sự chuyển dịch. Còn công ty nào cũng xài cloud á, thì mình đã phân tích nó chính là có những công ty họ sẽ có những cái dữ liệu rất là nhạy cảm, ví dụ như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, thì họ sẽ rất là e dè khi sử dụng cloud, tại vì họ không tin rằng là cloud nó đủ an toàn để bảo vệ dữ liệu cho họ. Còn sẽ có một số công ty mà sẽ rất là khó để chuyển dịch. Ví dụ như có những cái ứng dụng cách đây khá lâu rồi, ví dụ cách đây 5-6 năm là nó chưa có xu hướng cloud, thì họ sẽ biết ứng dụng mà hiện tại nó không tương thích được cloud á. Nên là có những khách hàng công ty mình khi mà triển khai cloud sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và họ thấy chuyển dịch lên cloud nó quá phức tạp đi thì họ không chuyển dịch. Nên là sẽ tùy vào cái tùy trường hợp thì cloud nó sẽ tốt, và tùy là trường hợp thì cloud nó sẽ không được tốt. Nó sẽ gây ra nhiều cái trở ngại khó khăn cho mọi người khi sử dụng cloud. Thì đó là cái mình sẽ phân tích là những cái điểm tốt và những cái điểm chưa được tốt trên cloud, thì mọi người cân nhắc thì theo cái nhu cầu của mình như thế nào để mình triển khai một giải pháp hợp lý. Anh Lâm ơi, mình còn có cái thắc mắc nào gì về cái phần điểm mạnh và điểm hại của Lao không ạ? Ok rồi em, anh hiểu rồi. Cảm ơn. Dạ rồi, Ừ, dạ. cảm ơn anh ạ. Thì tiếp theo có câu hỏi của anh Lê Minh là nếu triển khai app trên VN Cloud thì có ổn hơn không thầy? Thì nhờ Triển thầy. khai app trên VNG Cloud thì có ổn hay không? Thì nó câu hỏi nó khá là rộng. Thì ổn hay không á thì nó sẽ gồm nhiều vấn đề. Thứ nhất là app của bạn yêu cầu nó như thế nào, và app của bạn chạy như thế nào, và có những cái yêu cầu như thế nào và chạy như thế nào, rồi có yêu cầu gì đặc biệt hay không, rồi bạn cần nó mức độ ổn như thế nào. Ví dụ như bạn cần số lượng request nó như thế nào á, thì khi mà bạn đi vào một bài toán cụ thể nó sẽ
có những cái phân tích cụ thể hơn. Còn về nói một cách mà nó tổng quát nhất á, thì ổn ổn hay không á, sẽ gồm hai thứ. Thứ nhất về phần tài nguyên, thứ hai về phần ứng dụng. Về phần tài nguyên nó sẽ gồm nhiều thứ, đó là CPU, RAM, memory á, rồi disk cũng như là network. Thì cái việc thiết kế của bạn nó triển khai nó có ổn hay không, thì bạn phải có một cái việc sử dụng tài nguyên. Thì sử dụng tài nguyên như cloud á, là tài nguyên chia sẻ và sử dụng chung. Nếu như bạn có yêu cầu đặc biệt á, thì bạn phải yêu cầu đặc biệt. Còn nếu mà không chia sẻ sử dụng chung á, nó sẽ dẫn đến là trên một server vật lý sẽ có rất là nhiều cái máy ảo trên đó, và máy ảo của bạn cũng là một tài nguyên chia sẻ, thì đôi lúc nó sẽ bị ảnh những có những cái ứng dụng của khách hàng khác nó chạy, nó bị ảnh hưởng qua anh bạn, là chuyện rất hay xảy ra trên cloud. Thì đó là cái việc cân nhắc, là việc tranh chấp tài nguyên rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên nhà cung cấp cloud á, họ sẽ tìm cách nào đó, một cách nào đó để giảm cái việc tranh chấp này xuống, như là giới hạn lại. Ví dụ như bạn mua 4 GB RAM thì bạn không sẽ xài, không có thể nào hơn được 4 GB RAM, kiểu kiểu như vậy. Thì sẽ nhà cung cấp cloud sẽ làm thế nào đó hạn chế tài nguyên xuống, hạn chế tranh chấp tài nguyên. Rồi về phần network, thì phần network sẽ có khá nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là network ở trong nội bộ cloud. Cái đầu trong nội bộ cloud thì tạm thời theo mình biết thì công nghệ đã đủ đáp đủ đủ gọi là đủ ổn định, đủ độ ổn định. Nhưng mà network từ cloud mà đi ra chỗ khác á, thì nó sẽ phụ thuộc vào hạ tầng ở Việt Nam. Thì chưa biết là bạn muốn triển khai ứng dụng của mình ở Việt Nam hay là đi ra nước ngoài. Thì nước ngoài thì bạn nên cân nhắc, nếu như bạn khách hàng của bạn mà tập trung chủ yếu nước ngoài thì bạn nên cân nhắc cloud ở Việt Nam, như VNG Cloud chẳng hạn, thì bạn nên cân nhắc. Còn nếu như mà triển khai ở Việt Nam á, thì VNG Cloud có thể là một lựa chọn cho bạn. Còn ở nước ngoài thì bạn nên suy nghĩ là mình nên đặt server ở nước ngoài. Nó là cái việc nó, thứ nhất là về tài nguyên, với thứ hai là về ứng dụng. Thì nếu muốn triển khai app trên cloud á, thì bạn phải viết cái ứng dụng làm sao nó phù hợp với cloud để có thể triển khai được. Thì nó là yêu cầu về ứng dụng. Thì mình cũng chia sẻ về nó, nếu triển khai app trên VNG Cloud hoặc là bất kỳ cloud nào nữa thì ổn hơn hay không á, thì bạn phải đáp được hai, bạn phải hiểu được hai cái tiêu chí đó thì bạn sẽ triển khai được. Còn về ổn hay không thì sẽ tùy vào ứng dụng và điều kiện thực tế thì mình sẽ đánh giá được. Mình câu hỏi này rất khá là khó trả lời. Dạ, thì em cảm ơn câu hỏi, câu trả lời của thầy Trường à. Thì tiếp theo câu hỏi của anh NE, em không biết anh tên gì nhưng mà cái dung của anh đang để là NE, thì anh hỏi về là Kubernetes khi triển khai thật sự thì nó có nhiều vấn đề phức tạp, không thể control được hết. Bản chất theo nhiều đánh giá đưa ra là auto build từ Google, vậy những giải pháp nào để thay thế K8 hay không? Thì ngoài K8 ra thì mình có cái nào để quản trị về ok không thầy ạ? Về khác khác với Kubernetes thì sẽ có một số cái platform khác để quản lý. Ví dụ như là mình sẽ để mình chat lên cho mấy bạn ha, Vector Swarm nè, rồi Mesos, thì nó sẽ có một số cái platform để quản lý. Tuy nhiên mà khi bạn dùng những cái platform dưới á, thì nó sẽ có cái khó khăn, đó chính là nó sẽ bạn sẽ cần những cái tính năng nâng cao hơn thì nó sẽ không có. Ví dụ như bạn có những cái chiến thuật mà bạn khi bạn làm CI/CD á, thì bạn cần có những chiến thuật update như hồi nãy mình có chia sẻ, đó là rolling update nè, đặc là bạn update bằng cuốn chiếu, hoặc là bạn blueprint, hoặc là bạn canary á, thì nó sẽ không có. Mà lưu ý một cái nữa là cái giải pháp đó là Docker Swarm thì nó khá là cơ bản và nó hơi ít tính năng. Cái thứ hai nó là Mesos, thì Mesos nó sẽ quản lý được container luôn, nhưng mà nó sẽ có vấn đề là nó hệ thống nó sẽ còn bự hơn cả Kubernetes nữa. Tại vì hệ thống là Mesos này nó sẽ phục vụ chủ yếu cho việc mà data analytics cũng như big data, thì nó sẽ phức tạp hơn khá nhiều, nó sẽ phù hợp cho cái nhu cầu đó. Còn mà một cái nhu cầu chung chung nhất thì nên sử dụng Kubernetes là một nhu cầu chung chung nhất để mình giải quyết được gần như là mọi mọi bài toán. Và chia sẻ hơn bạn một tí thì bạn nên các bạn có nên tìm hiểu Kubernetes, tại vì theo mình biết á, thì gần như là tuyển mà
con đường DevOps ở Việt Nam á, tuyển DevOps ở Việt Nam hoặc cũng như nước ngoài á, là Qnity là bắt buộc, là phải biết luôn á. Thì mình phải biết về nó và phải mức độ am hiểu mức độ nhất định để mình dấn thân vào DevOps. Còn những theo những đánh giá autopilot của Google thì autopilot của Google nó cũng chỉ là mang một tính chất là mình để mình tham khảo thôi. Còn mà nếu như bạn muốn biết là những cái điều phức tạp không thể control được hết á, là bạn phải có kiến thức là am hiểu về Qnity cũng như bạn có kiến thức vận hành thực tế á, thì bạn sẽ thấy nhiều cái những cái trường hợp nó rất là lạ kỳ nữa. Thì mình muốn mà mình quản lý được hết tất cả những cái thứ mà mình triển khai á, thì bắt buộc mình phải gặp lỗi thì mình nhận ra được vấn đề thôi. Còn về lời khuyên thì mình khuyên mọi người là nên muốn nào DevOps thì nên biết về Qnity, thì đó là bây giờ là một điều bắt buộc luôn rồi chứ không phải là khuyên dùng nữa, đó là bắt buộc luôn rồi đó. Thì cách đây khoảng 3 năm á, thì tuyển system engineer hoặc là tuyển DevOps á, thì yêu cầu là nên biết Qnity, nhưng mà mình mới update lại xu hướng á, mình thấy là bây giờ là thành bắt buộc luôn rồi, gần như mọi người muốn là DevOps là phải biết. Đây là câu hỏi của mình, câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn ha. Dạ rồi, em cảm ơn câu trả lời của thầy á. Thì anh Lê Đức có bổ sung như là làm sao để mình quản lý được các vấn đề về security khi có nhiều sự việc chạy trên server hay một cái router anh. Mình trả lời về cái security cho cái phần này à. Quản lý được vấn đề security chạy trên server hay cluster. Thì như mình nói á, thì sẽ khi mà mình chạy trên server thì mình sẽ phải quan tâm về vấn đề về security và an toàn thông tin. Thì mình sẽ cần một số thứ. Thứ nhất là mình phải biết được rằng là server mình là chạy OS gì. Ví dụ như là Linux thì mình chạy CentOS hay Ubuntu. Thì CentOS hay Ubuntu nó sẽ có mình đang triển khai những server gì, ví dụ như là SH, web server. Thì những cái đó nó có thường có những lỗi bảo mật gì, mình đã biết hết chưa? Nếu mình biết hết rồi thì sẽ tiếp theo cái nữa là firewall, mình đã có firewall chưa? Mình có tường lửa chưa? Bạn đã chặn những cái gì chưa? Có những cái service mà chỉ chạy nội bộ mình mà bạn bấm nó ra bên ngoài cho internet, thì cái điều đó là có đúng hay không, có bị vi phạm an toàn thông tin hay không? Rồi service, rồi bạn phải biết được rằng là khi mà bạn triển khai ứng dụng của công ty mình lên á, ứng dụng công ty mình sẽ viết bằng cái gì, ví dụ như Java thì Java sẽ có những cái lỗi gì, ví dụ như lỗi về GMX là lỗi có thể là khai thác từ xa, rồi những cái lỗi về memory, rồi những cái lỗi tiềm tàng ở đó, thì bạn phải liên tục update những cái trang mà báo cáo lỗi ở lỗi an toàn thông tin ở trên mạng á, thì bạn phải liên tục update để biết được. Và cái việc mà security là cái việc phải chống chọi hàng ngày chứ không phải là mình làm một lần rồi thôi, mà phải gần như phải update liên tục. Khi có ra lỗi mới thì mình phải tìm cách mình kiểm tra xem là server của mình có bị hay không. Rồi thì từ từng server thì mình sẽ lan rộng ra thành cluster thì có nhiều server, thì mình sẽ quản lý nhiều server, thì mình sẽ biết là cái cluster của mình nó chạy cái gì và có những cái lỗi gì. Thì về an toàn thông tin thì cái điều quan trọng nhất là mình biết, mình kiểm soát được là mình đang chạy cái gì và mình cần phải update xu hướng liên tục, là mình biết được là mình khi mình chạy cái đó thì có những cái lỗi bảo mật gì có thể xảy ra. Thì gần như là khi mà bạn quan tâm vấn đề security á, thì bạn gần như phải làm hàng ngày và có những cái theo dõi cũng như là giám sát hàng ngày thì mình mới có thể quản lý được tốt nhất được. Nhưng mà nên tốt hơn hết là mình sẽ phải làm những cái tường lửa để mình hạn chế được nhiều thứ. Rồi bạn có thể cập nhật theo những cái xu hướng, ví dụ như là có những hệ thống IDS á. IDS là những cái hệ thống mà kiểu như phát hiện những truy cập lạ á. Có thể biết về IDS như Slunk chẳng hạn, có nghĩa là khi mà trong server mình có một cái truy cập lạ hoặc là một cái gì đó nó không bình thường, nó sẽ báo cho mình sẽ tìm cách mình điều tra và mình sẽ chặn lại ngay. Thì mình sẽ có những cái cách mình phát hiện và để chặn lại. Thì bạn có thể tìm theo cái xu hướng security thì nó sẽ nhiều thứ hơn. Còn trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì mình nếu mà chia sẻ về security thì nó thành là quá nhiều, mất quá nhiều thời gian. Rồi, đó là câu trả lời cho mình câu hỏi của bạn Lê Đức ha. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Hiện tại thì bên danh sách của em thì em đã không còn
Nhận được cái câu hỏi nào mới á, thì không biết thì còn các anh nào có câu hỏi nào mình đặt cho thầy không ạ? Các anh có thể bật mic lên và mình có thể trao đổi tự nhiên với thầy luôn ạ. Dạ, nếu như mà các anh không có câu hỏi nào dành cho thầy nữa thì chắc là hình như lúc đầu em đã chia sẻ với mọi người là cuối ngày hôm nay là em sẽ có hai voucher, thì sẽ hai voucher giảm 50% mức phí khóa học tại trung tâm dành cho anh nào có câu hỏi hay nhất, thì hai câu hỏi này sẽ được thầy trường chọn ra hai câu hỏi mà thầy cảm giác như là hay nhất và phù hợp nhất, và ba cái voucher còn lại là trị giá 1 triệu sẽ gửi cho những anh mà có sự tương tác tốt ở trong cái buổi ngày hôm nay. Thì chắc là em nhờ thầy trường chọn cho em hai câu hỏi mà trong suốt cái quá trình diễn ra sự kiện của mình á, thì mình cảm thấy như là hay nhất và mình thích nhất về câu hỏi này à. Để mình đọc lại một sơ một một vòng các câu hỏi nha, thì các bạn hỏi cũng khá nhiều mình không nhớ nữa. Còn về trung tâm TEFOVN thì hiện tại là tháng 3 bên em cũng có chiêu sinh về khóa học DevOps Foundation á, thì khóa học đó dành cho những anh mà muốn tìm hiểu về DevOps và mình học từ căn bản luôn. Thì có gì thì các anh cứ quan tâm về nội dung khóa học hoặc là lịch học như thế nào thì các anh có thể là nhắn tin cho em hoặc trên Zalo hoặc Skype thì em sẽ hỗ trợ cho mình. Còn về slide á, về slide và những cái video record ngày hôm nay thì em sẽ gửi qua các mail mà các anh chị mà đã đăng ký, thì anh nào mà muốn bổ sung thêm email mà mình nhận á, thì anh cứ chat trên cái khung chat thì em sẽ hỗ trợ là gửi thêm cho mọi người à. Theo cái form đăng ký thì mọi người đã có cập nhật cái email đó rồi, thì em sẽ gửi lại theo cái email mọi người đăng ký à. Còn về video và slide thì chắc là bên em sẽ có hiệu chỉnh lại một tí về video và xuất lại, thì bên em sẽ gửi lại sau khi mà bên em đã xuất xong với mọi người. Nên là nhanh nhất là trong hôm nay là mọi người sẽ có nhận được video và slide buổi hôm nay. Thầy Trường ơi, thầy có câu thầy có chọn được cho mình những câu hỏi nào được chưa thầy ạ? Có hai câu hỏi mình thấy khá là hay. Thứ nhất là của bạn Phạm Duy á, là hỏi về việc automation, liệu DevOps có cần automation không á, thì mình thấy khá là hay. Có nghĩa là bạn có quan tâm đến DevOps cũng như là phần testing, automation testing, thì mình thấy là khá là hay với câu hỏi của bạn Phạm Duy. Với lại câu hỏi số 2 nó chính là cái việc đó, là bạn Lê Đức hỏi là trách nhiệm của bạn DevOps trong team khá quan trọng á, thì có cơ hội nào cho các bạn từ bộ phận khác qua hay không, hay là bạn mới học á, thì thấy câu hỏi này là thực sự là bạn có quan tâm đến DevOps thì bạn mới hỏi những câu hỏi như thế này. Thì mình thấy là ấn tượng với hai câu hỏi của bạn Phạm Duy với bạn Lê Đức. Dạ rồi, em cảm ơn thầy ạ. À. Thì chắc là để mà nhận được cái thông tin hai voucher này, tại vì tất cả các tên trên room của mọi người, em không biết là mọi người để có đúng hay không, thì mọi người vui lòng nhắn tin cho em, cái anh Phạm Duy và anh Lê Đức, là mình vui lòng nhắn tin cho em về thông tin của các anh, chính xác của các anh như là họ tên đầy đủ, email với lại là số điện thoại, thì em sẽ hỗ trợ gửi lại cái voucher giảm 50% này cho các anh ạ. À. Anh Duy với anh Đức không biết thì mình có còn ở trên room không ạ? Anh Duy ơi. À, anh Lê Đức không biết thì mình còn có on trên room không ạ? Dạ rồi, thì anh Duy với anh Đức là anh nhờ anh là inbox cho em là cái thông tin của mình là mình đã có câu hỏi nhận được voucher 50% á, inbox thông tin cho bên em qua Zalo hoặc Skype nha. Thì em sẽ hỗ trợ gửi cho anh hai cái voucher này ạ. Còn tiếp theo thì em sẽ chọn ra hai anh có câu
có cái sự tương tác tốt nhất ở trong cái buổi sự kiện ngày hôm nay, đó chính là anh Đạt LQ. Anh có đặt ra rất là nhiều câu hỏi cho Tephoria nè. Dạ, anh Duy ơi, hiện tại là cái Zalo của em tên là Thi anh. Thi Thi hoặc là Thi tuyển sinh Tephoria đều là em hết à. Anh có thể nhắn tin inbox cho em hai cái Zalo, một trong hai Zalo này cũng được à. Và anh Đạt cũng vậy, nhanh nha, có gì thì anh inbox cho em qua Zalo cho em nha. Và anh thứ hai đó chính là anh Lâm có câu hỏi về anh Lâm Nguyễn có câu hỏi về lao và một số câu hỏi khác về phân tích lao á, thì không biết anh Lâm anh có còn on trên room không anh ha. Dạ rồi, anh Lâm cũng inbox cho em để nhận voucher anh nha, tại vì em không biết là tại vì mọi người đặt cái tên như thế nào á, nên là em có giống với cái form đăng ký hay không hoặc là thông tin mọi người như thế nào á, nên là mọi người chủ động nhắn tin cho em qua Zalo là Thi Thi hoặc là Ngọc Thi tuyển sinh T4VN và Skype của em. Anh nào mà không có Zalo Zalo và anh on vào Skype á, thì Skype của em là Thi Nguyễn, thì mọi người cứ chủ động nhắn tin cho em để mà nhận cái thông tin voucher của mình à. Dạ rồi thì các anh cứ inbox cho em nhé, thì thông tin thì em sẽ hỗ trợ gửi cho các anh sau ạ. Không biết thì các anh có còn câu hỏi nào đặt ra cho em không ạ? Dạ rồi, anh Duy có thể là đưa thông tin qua Zoom cho em luôn cũng được à. Thì anh chat đi thì em sẽ lưu lại à. Mọi người có thể chat qua Zoom luôn cho em cũng được để em lưu lại à. Hiện tại là em chỉ nhận được thông tin của anh Phạm Duy thôi, và em chưa nhận được thông tin của anh Đức và anh Đạt và anh Lâm à. À, em đã nhận được thông tin của anh Đức rồi. Anh Lâm với anh Đạt ơi, có gì thì anh nhắn tin cái thông tin qua cho em nha. Anh nào mà muốn nhận nhận thông tin video và cái slide khác với em sẽ gửi cái video và slide của mình qua email. Anh nào muốn nhận email khác với cái đăng ký trên form của mình á, thì các anh cũng chat cho em luôn để em sẽ hỗ trợ gửi lại cho các anh à. Dạ, em đã nhận được cái email của anh JV Nguyễn rồi à. Em sẽ hỗ trợ gửi cho anh thêm cái này à, qua email này à. Zalo của em là tên là Thi Thi hoặc là Ngọc Thi tuyển sinh T4VN á anh Đạt ơi, trên trên group Zalo, hoặc là anh không biết anh Đạt anh đã cho anh được group Zalo hay là Skype à. À, dạ rồi, em nhận được thông tin của anh Lâm rồi anh Lâm nha. À, dạ rồi thì anh Đạt có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại em sẽ chat cho anh à. À, em có số điện thoại của anh Đạt luôn rồi. Anh Đạt ơi, mình số điện thoại này mình có sử dụng số điện thoại này luôn không anh ha?
À dạ rồi, có gì thì em sẽ liên hệ với anh Đạt qua số điện thoại này để mình hỗ trợ nhận voucher nha anh. Dạ rồi, nếu như không có anh nào có đặt thêm câu hỏi gì cho thầy trường hoặc là cho trung tâm tư pháp VN thì em cũng xin là chúc các anh cũng có một cái buổi cuối tuần thật là vui vẻ à. Em cũng xin mọi người là kết thúc cái sự kiện của mình hôm nay tại đây luôn ạ. À. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay nha. Dạ. Rồi. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. À. Cũng mong là mọi người có thể cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho T4VN đến sự kiện ngày hôm nay. Thì T4VN cũng hay thường xuyên tổ chức những cái buổi sự kiện này á, thì có thể là các anh cứ theo dõi fanpage của T4VN để có thể cập nhật thêm những cái buổi sự kiện tiếp theo à. Dạ, cảm ơn mọi người.